hôm qua giấy rất nhiều quý em, hôm qua hết đậu hả? Hết đậu rồi. Cái mã thứ 4 dự thắng nhất thật. Trời. Rớt có 300 mấy số rồi. Anh nghĩ hôm qua ít nhất đi cũng mấy ngàn ba, ngàn tư, ngàn rưỡi gì á. Cuối cùng qua đi nhiêu đâu? Ngàn ba. Ngàn ba đơn. Bấm ngàn sáu mấy gần ngàn bảy. Tiện nó nói phải vượt mốc 2.000 đơn mấy triệu mà. Nó có 1.300 đơn. Từ đây đem mướn nó xung quanh rồi. Ba lai dồn vô chỗ là vượt mốc liền. Thấy không mọi người? Lâu dữ rồi, em Ly không có mặc bộ vest nào luôn á mọi người, đúng không? Rất lâu rồi. Hầu như là hồi xưa là chuyên vest luôn mà bây giờ ít lại. Lâu lâu mới có bộ vest. Hello cả nhà. Dạ hello mọi người. Trời ơi, rồi tới công chuyện luôn mọi người ơi. Ok cả nhà, vô nha mọi người. Vô nha mấy chế ơi. Dạ, hôm nay Ly mấy chị chờ áo dài gán chờ em nha. Tại vì có mấy mã áo dài giao qua mà không có như ý em á, em trả về hết rồi. Nó không có như ý muốn mong muốn của em. Không có đạt tiêu chuẩn của em, thành ra là em trả về hết rồi mọi người. Thành ra là hôm nay mua đỡ bộ vest này đó, em bán tới công chuyện cho chị em mình bán rẻ cực kỳ. Bộ vest này nè, hàng hai lớp nè, em đi bán cho chị em có 180 mấy ngàn. Thật sự, cái đó là nói thiệt. Tôi vậy đó, tôi vui tôi cũng bán rẻ mà tôi buồn tôi cũng bán rẻ nữa. Cái cuối cùng cái tới cuối tháng cái bị ông chí ông chửi. Vậy đó. Khoái gì đó. Rồi ok cả nhà. Lên nha mọi người ơi. Ok cả nhà, đâu có gì đâu. Cái gì đầu lại cho chế với tiền ơi. Ok vô nha. Cái này còn mấy cái hả? Bán luôn đi ha. Thôi. Đây, cái này có một cái mọi người ơi. Vô đầu lại nha cả nhà. Con này Ly bán cho cả nhà, con này cái này bán giá tình thương bến thương nha mọi người nha. Rồi, con này có không? Có hàng không? Bé. Con này có hàng không? Có một cái hả? Rồi có một cái bán cho chị em mình 39.000. 39.000 số thần tài nè mọi người. 39k số thần tài. Rồi cho Ly con này là mã số 1 giùm em. Mã số 1 giùm em giá 39.000, mã số 1 giùm Ly nha. Mã 1 39 cành, mã số 1 giùm em. Mã số 1 giùm Ly 39.000, mã số 1 cho Ly con này nhé mọi người nha. Rồi vô cho Ly con này là mã 1 đi mấy em ơi. Mã 1 39.000 giùm em, mã 1 39.000. Rồi con này em Ly bán số thần tài cho chị em mình luôn, đó là 39k. Rồi cho Ly con này là mã số 2 nha. Số 2 39.000, mã số 2. Đó. Mã số 2 39.000, mã số 2. Hôm nay em nói thật chấn động luôn mọi người ơi. Hôm nay không chấn động không lấy tiền nha mọi người nhá. Rồi, ok. Cái này bộ này là bộ sơ mi như vậy nè. Đó, bộ sơ mi như vậy ha. Màu của nó không quá chói đâu cả nhà, tại vì do cái đèn á. Rồi cho Ly con này là mã số 3. 39.000 luôn, mã số 3. Con này là set nha cả nhà. Con này là set giùm em. Con này là set giúp Ly. 39.000 cho Ly con này là mã số 3 giúp em con này. Mã số 3 với giá là 39.000 xe livestream giúp em. Nha mấy bà. Rồi mã 3 chốt đi em. 1 2 3 đi anh, 39.000 chốt. Rồi. 1 2 3 giá 39.000. Bộ đồ đang mặc trên người bán tình thương bánh thương cho chị em mình. Rồi cái bộ trang sức Ly mới về hàng nè mọi người. Trời đất ơi, nó xịn không? Bông tay nè. Một cái kiềng nè, kiềng ba hàng luôn, một cái lắc tay. Eo ơi. Em nói thiệt luôn, đồ giả nó lên một cái đẳng cấp gì đó, nó rất là đẳng cấp rồi mọi người. Thiệt sự, riêng bản thân em nha, em đi dự tiệc đồ này nọ em cũng đeo đồ giả không mấy chị, chứ có dạng thiệt đầu đeo. Rồi, cho Ly con này là mã số mấy bé ơi? Số 3. Số 3 giùm Ly con này nha, mã số 3 giùm em nha. Bộ này em lấy em Ly lấy đeo là em Ly để xài luôn á, kết rồi. Quá kết nó rồi. Quá đẹp luôn rồi mọi người nhìn nè chàng ơi. Em nói thiệt luôn á mọi người, em kết model nữa rồi, em nói là ngày mai cuối tuần này em đi đám cưới nè, em sẽ đeo bộ này nè. Và em Ly để dành một bộ em Ly đeo á. Thiệt á. Đó, mình hả, mình xài hàng này được nè mọi người. Đẹp không? Mã mùi là trộn. Đẹp lắm mọi người ơi, chút xíu em lên cho nha. Chút xíu em lên bộ này, bộ 3 món luôn mà rẻ. Đẹp lắm luôn ấy. Để rồi vô tay Ly là ta nói là rẻ đẹp là chính em. Rồi lên cho Ly con này là mã số mấy? Số 4 nha. Em bán đầu lai tới con số 10. Rồi cho Ly con này là mã số 4 giùm Ly con này. Mã 4 em ơi. Mã 4 giùm chế nha. Mã 4 giá 39.000 mã số 4. Rồi con này là bộ thun. Con này là bộ thun, áo là áo sắc nách, 39.000 cho Ly con này là mã số 5. Mã số 5 giùm em. Mã số 5 39.000. Bán tới con số 10 nha. Trên đây có gì bán cái đó, cái này có hàng không?
Rồi con này một cái chiếc áo len. Con này là một cái chiếc áo len giá 39.000. Cho Ly con này là mã số 6. Mã 6 giùm em, có hàng không cưng? Thấy không? Còn cái hả? Còn cái mã số 6 thôi. Mã số 6 39.000. Mã số 6. Đợi chút xíu em Ly lên bộ trang sức Ly đang đeo cho nha. Mọi người nhìn nè. Eo ơi, mọi người nhìn thấy không? Trời đất ơi. Nè, bộ 3 món đó mấy bà. Rồi cho Ly con này là mã số mấy? Mã số 7 giùm Ly con này 39.000 đồng. Cho với Ly con này là mã số 7 giùm em con này. Mã số 7 bộ trang sức, đợi Ly xíu Ly lên luôn. Mã số 7 giùm em, bán tới con số 10 nha cả nhà ơi. 39.000 số 7 giùm em. 39.000 mã số 7. Trời ơi dễ thương quá con này, đúng đáng yêu luôn mọi người. Rồi, đã nha. Rồi cho Ly con này là mã số 8 giùm em. Áo ba lỗ đính đá đính hạt 39.000 mã số 8, số thần tài ha. Rồi 39.000 cho Ly con đó là mã số 8 giúp Ly. Mã số 8 giúp em nha. Mã số 8 39.000 mã số 8. Ôi. Bộ đồ ngủ nè mấy chế. Bộ đồ ngủ con này là màu đỏ giùm Ly nha. Đẹp không? 39.000 cho Ly con này là mã số 9. Mã số 9 giùm em con này. Rồi. Cho Ly con này là mã số 9 nha mấy chế. Mã này là mã số 9 giùm Ly con này. Mã số 9 nha. Mã số 9. Rồi. Ok. Tiếp tục. Bộ đang mặc đi Ly. Từ từ. Có bộ đang mặc, có bộ cả bộ trang sức Ly đeo luôn nha mọi người. Nhìn cái đôi bông đẹp, dã man đẹp luôn mấy chứ ơi. Quá trời đẹp, thiệt sự. Bộ 3 món luôn á. Chút nghe em báo giá, hú hồn luôn á. Đẹp, thiệt á. Rồi cho Ly con này là mã số 10 giùm em con này. Mã này cho Ly con này là mã số 10 giúp em. Đẹp quá mọi người ơi. Rồi cho Ly con này là mã số 10 giùm Ly. Mã này là mã số 10 giúp em rồi hết. Mã số 10 nha. Em Linh lên bộ vest Ly đang mặc trong người trước. Và mọi người nghe Ly báo cái giá là mọi người hết sức là tưởng tượng luôn. Bộ vest Ly đang mặc trên người Ly bán cho chị em mình 189.000. Cho Ly con này là mã T1M, T1L, T1XL. 3 size cho chị em mình. Tự nhiên hôm nay buồn tình mấy lô áo dài, cái tự nhiên cái cũng bán rẻ cho mấy chế mình. Hàng double 2-3 lớp như thế này cho mấy chế ha. Rồi nguyên một set vest phối như thế này cho chị em mình phía sau nè. Hả? Đẹp không? Mấy chế ơi, nhìn nè. Eo 72 mang cho Ly size M, dưới 72 mang cho Ly size M, dưới 76 mang cho Ly size L và dưới 80 mang cho Ly size XL giùm em nha. Rồi cho Ly con này là mã T1M, T1L, T1XL, 3 size giùm em. 189.000 bộ vest này nha, không bao gồm áo bra bên trong nha. Áo bra bên trong mình về mình tự phối giùm em. Bra bên trong mấy chế về mấy chế tự phối giúp Ly nha cả nhà. Đẹp không? Rồi T1M, T1L giúp em con này nha. Xuất sắc cực kỳ, 189.000 đó mọi người. Thiệt sự nha. Rồi ok, 3 size MLXL giùm em. MLXL 3 size. 3 size giúp em nha. Eo dưới 72 mang cho Ly size M, eo 75, 76 giúp Ly size L và eo 78, 79 dao động 80 mang cho Ly size XL nha. Nó có 3 size thông dụng nha chị em mình. Đó, cái phần đây nè. Đây. Khi mà mọi người gài nút vô á, cả nhà gài 4 nút lại nha. Đó, khi nào cả nhà gài nút vô nó cũng rất là sang như thế này nha cả nhà. Khi mà mấy chế gài nút vô thế này rất là sang. Ok chưa? Phía sau nè. 189.000 đó quý vị thân yêu của em. Dạ. Xong tới một này em Ly sẽ like một cái bộ phụ kiện Ly đang đeo nhé. Rồi ok, tới một kèm sang. Nút bọc nè. Rồi hàng cũng vậy, bán 189.000 nguyên bộ giùm em nha mọi người. Áo bra bên trong mấy chị về tự phối. Mấy chị có áo màu đen mấy chị mặc màu đen, có áo màu nu mặc áo màu nu, có áo màu trắng mấy chị mặc áo màu trắng, rất là dễ phối con này. 189.000 chỉ có tại shop Ly nha chị em mình. Rồi tên một kèm sai. Ơi, mấy chị vào kiểm tra tin nhắn giùm em mấy chị ạ. Nhận được tin nhắn đẹp không mọi người? Khách mới kèm số điện thoại giùm em ạ. Khi mà mọi người gài nút áo lên nè. Cả nhà ha. Form rất là đẹp luôn mấy chế. T1 kèm size, khách mới đặt hàng kèm số điện thoại. T1M, T1L và T1XL giúp em con này 189.000. Ok ra. Dạ bộ trang sức em lên liền mấy chế. Bộ trang sức em lên liền nha. Đẹp quá. Bộ trang sức bao gồm 3 món cho chị em mình luôn. Đợi Ly xíu đi chốt cái mã T1 trước nha. T1 là giá 189.000. Rồi ok cả nhà. Đẹp quá. Quá tay luôn. Lâu lắm rồi mới lên bộ vest, mọi người biết rồi, ngày xưa Ly chuyên vest luôn mà.
Ngày trước Ly chuyên vét luôn, nhưng mà dạo gần đây là không có vô dịp lễ hội đồ nhiều quá, thành ra là Ly ít có lên nha. Từ đây tới Tết là Ly lên tập trung vô lên hàng thiết kế cho chị em mình rất là nhiều luôn á, gắng cố gắng ha. Rồi cho Ly con này là T1M, T1L hoặc T1XL giúp em con này. 189.000 chắc hết hàng rồi phải không? Đẹp quá. Đẹp ha. Bộ đồ 189.000 mấy chế. Gài nút lại ở đây là 4 nút gài nha cả nhà, 4 nút bọc cài như vậy giùm em. Rồi xong sau đó nếu mà mọi người gài nút lại nữa sẽ như thế này nè. Đó nè. Đó, ở đây đi đường viền phối lên nè. Đó. Không? Đẹp không? Ôi, bộ vest nhà Ly may em nói thật luôn mấy chế. Rồi hết hàng anh ơi. Rồi T1 kèm size MLL giùm em con này. Rồi, chị Phạm ơi, mỗi size lấy 5 được không chị ơi? Không có đủ 10 vậy chị. Chế hàng Phạm khách ruột của Ly gắng cố gắng nào chứ. Gắng cố gắng lên giùm Ly nha. Tại vì sắp tới á, tại vì Ly bán Ly lời ít lắm mọi người, số lượng Ly không dám ra số lượng nhiều. Em nói thiệt, mặc dù mọi người thấy Ly bán rất là hùng hổ, lượt bình luận rất là nhiều, nhưng Ly vẫn không có dám ra số lượng nhiều đâu. Do là một cái Ly lời có mấy ngàn đồng, 10.000, mười mấy ngàn là cùng, mà sản xuất một bộ đồ vốn cả 180, 190, có khi là 200.000 một bộ đồ thiết kế. Rồi ok, Ly lên bộ trang sức nha mọi người ơi. Ly lên bộ trang sức nha. Bộ trang sức này nó thích hợp cho chị em mình. Bộ trang sức này nó thích hợp cho chị em mình mặc đồ vest cũng được, mặc áo dài cũng được, mặc bà ba cũng được, sang chảnh nha cả nhà ha. Nó bao gồm một cái đôi bông nè. Đó, một cái đôi bông kiểu như vậy ha. Rồi và một cái kiềng ba hàng như vậy cho chị em mình. Một cái kiềng ba hàng và một cái dây đeo tay. 220.000 bộ này. Riêng bản thân Ly nha mọi người, mọi người thấy Ly khi mà Ly lên live, Ly sang chảnh đồ này nọ vậy đó chứ. Chứ em cũng xài hàng này không mọi người ơi, thật luôn á. Tại vì mình xài được hàng này thì mình được đổi nhiều kiểu. Mình đổi nhiều kiểu, khi nào nó trend kiểu nào thì mình đổi kiểu đấy ha. Con này comment cho Ly con này là mã bộ cao cấp. Comment cho Ly con này là mã bộ cao cấp giùm em nha. Comment chữ cao cấp là được rồi, nguyên bộ 3 món nha. Mọi người nhìn cái hộp nó chiếu nè. Em nói thật, cái này mà mọi người đi tiệc buổi tối không ai biết mọi người mua mang đồ này đâu mọi người, thiệt sự. Không ai biết mọi người mua bộ này mấy trăm ngàn đâu. 220.000 cho Ly con này là mã cao cấp giùm em. Mã cao cấp giùm em nha cả nhà nha. Đẹp không? Ồ. Nha. Dạ. Nè mọi người nhìn cái hộp nè, 3 món nha mấy chị, bao gồm cái kiền tay nữa nha. Nè. Không? Đó. Nha. Rồi cho Ly mã này là mã cao cấp giùm em, một bộ 3 món như vậy giá 220. Quá đẹp luôn mọi người ơi, xuất sắc cực kỳ. Dạ. Rồi lên cao cấp giùm em đi anh. 220. Quá đẹp luôn á. Nè. Cái cổ nè. À, cái cổ này mọi người rất là dễ đeo nè, mọi người đeo có thể đeo giày hoặc là mọi người gài vô giày cũng được giùm em. Đó, đẹp không? 220 cành cho Ly con này là mã cao cấp giùm em nha. Mã cao cấp bấm đi anh ơi, có ít lắm. Tại vì hàng này không dám nhập nhiều đâu cả nha. Đẹp không? Đẹp không? Nhìn cái đôi bông chung nó sang mọi người ơi. Em Ly cũng xài hàng này không cả nhà. Cuối tuần này Ly có dịp Ly đi tiệc của bạn á, Ly cũng để dành một bộ này để Ly đeo á. Ly khui ra là Ly đeo luôn rồi đó. Ly khui ra là Ly đeo rồi đó, chứ khui ra rồi là không có gắn lại được. Ly khui ra trong bịch, trong bao bì của nó rồi là Ly không có gắn lại được. Và Ly khui ra Ly xài luôn á mọi người. Bộ cao cấp giùm em con này nha, 220. Nha, bao gồm 3 món, nhìn cái đôi bông là nó sáng giới luôn mọi người, nó rất là sáng luôn. Xịn sò cực kỳ. Nha mấy chế. Nha, nè. Trời ơi, tay em hơi nhỏ đó, em đeo hơi rộng nhưng mà vẫn đẹp nha. Tay em hơi bé, em đeo hơi rộng nhưng mà vẫn đẹp nha cả nhà. Đó. Sang chưa mọi người? Ừ. Rồi cho Ly con này là cao cấp giùm em, mã là mã cao cấp giá 220 cành hoa. Rồi em đi thay bộ mẫu nha. Rồi khách mới đặt hàng kèm số điện thoại giùm em mấy chị ạ. Sẵn rồi.
rồi cái màu này nó sang tiền ơi tiền. Trang sức này á mọi người mặc cho lên áo dài á, mấy cái áo dài màu trơn á, mấy chị đeo cũng đẹp nha. Áo dài phụ kiện mấy cái áo cổ sâu rồi đó. Đó, mấy áo cổ sâu hoặc là mấy cái xích vest mặc áo, nói chung là cái bộ trang sức này mọi người nó sang á, nó rất là dễ phối luôn. Mấy chị phối với thể loại gì nó cũng hợp hết trơn. Rồi, bắt đầu em lên tiếp bộ vest, hết màu hả cưng? Có hai màu thôi không? Màu này đúng tay luôn mọi người, cái màu này đúng tay luôn mấy chế. T2M, T2L giùm em con này 189 cành. Cho lên con này là T2 kèm say nha mấy chế. T2 kèm say màu trắng phối với xám. Yêu ơi, em không nghĩ là cái màu này nó sang như thế luôn. Màu này á mà mọi người về mọi người phối cái áo bra màu đen cho em. Về phối cái áo bra màu đen cho Ly nhá cả nhà. Đẹp quá mấy chế ơi, mấy chế. Rất đẹp luôn cái set vest Ly đang mặc trên người. T2 kèm size dùng Ly con này. Chị nào có T1 lấy thêm, T2 bấm thêm giùm em nha mấy chị. Ok, quả nét T1 em hết hàng rồi mấy chế. Màu này còn không có dùng từ gì để nói với cái màu này hết trơn mọi người. Nó rất là sang quần ống su nha cả nhà. Khi mà mọi người gài nút lại nó sẽ như thế này nè cả nhà. Nút là cho Ly là nút bọc như thế này ha. Rồi khi mà cả nhà gài nút lại phần ở đây nó nổi lên nè. Cái chỗ đây nó nổi lên nè cả nhà ha. Rồi ok chưa ạ? Dạ vâng ạ. T2M, T2L, T2XL, quên em 3 size đó mọi người, mấy chị. Tới 3 size nha, nãy giờ em quên báo size XL. 3 size ML, XL giúp em con này 189 cành hàng double như thế này. Mà bán 189.000 yêu em không? Yêu không yêu hay yêu nói một lời. Yêu hay không yêu nói một lời. 189.000 con này giúp Ly. Rồi cho Ly con này là mã T2 kèm size ML, XL 3 size nha mọi người. Cái màu quá đẹp, sao em thích cái màu này giả mang. Em thích màu này hơn màu đen nha mấy chị. Thiệt luôn á. Em thích cái màu này hơn màu đen, nhìn nó sang. Nó kiểu nhu mà nó sang, giả mang sang luôn mọi người ơi. T2M, T2L và hoặc T2XL giùm em con này. Em còn bộ vest nữa, đỉnh lắm, đợi em xíu. Chị Hằng Phạm, mỗi size 5, mỗi size 5 chắc không đủ cho chị quá à. 4 rồi. Rồi, ok, còn có 4 cái hả? Bộ đồ em bán 189.000. Chỉ có tại shop Ly nha mọi người nhớ. Rồi cho Ly con này là T2M, T2L hoặc T2XL giúp em con này. Dạ. Xe live stream giúp Ly nha cả nhà. Bộ đang mặc trên người hả? Yêu em gái quá. Dạ em cảm ơn chị Ái Phương. Em cảm ơn chị Phương nha. Dạ. Rồi ok. Đẹp quá. 189 cành đó mọi người, xả tay xuống sẽ như thế nào. Đây. Mọi người xả tay xuống vẫn sang nha cả nhà. Đó. Ha, em Ly là mặc size S, em Ly mặc hơi rộng một chút xíu đó. Nhớ giùm em mặc về nhà phối cho Ly cái bra màu đen nha. Giống Ly như là y chang như vậy giùm em. Đó, đẹp không? Rồi hết hàng không cưng? Rồi T2M, T2L hoặc T2XL giùm em con này. Rồi xong. Còn hai cái size M. Rồi, bà nào mà muốn cái máy dảnh đều đều giống Ly á. Đó. Đây, em mới work nó xong rồi mấy chị. Em mới work nó xong xịt vô nhẹ nhẹ miếng keo nữa là được. Lại ra cái máy giống Ly với điều kiện là mọi người phải cắt cái máy cho mấy chị là tới tầm tới đây nha, ngang càm nha. Đó mấy chị. Đó, mấy chị cắt cái máy cho nó tầm ngang càm. Xong sau đó mọi người chia chẻ đôi ra và mình lấy cái máy kẹp mình quấn vô giùm em như thế này. Cái máy kẹp này Ly bán cho cả nhà có bao nhiêu? 70.000 hả cơ. Phải 70 không? Rồi bán cho mấy chị 70 đi. Máy kẹp mini. Nhưng mà máy kẹp to kẹp nó không ra đâu mọi người, phải máy kẹp nhỏ nha. Máy kẹp nhỏ này kẹp nó mới ra nha. Tại vì máy kẹp to nó ra cái sóng lớn lắm. Nó ra cái sóng lớn mấy chị, nó ra không có giống như vậy ha. Rồi cái máy kẹp này em Ly là đó. Đó, xịt miếng keo vô là ok. Máy kẹp mini như thế này giùm em nè. Máy kẹp bự mấy chị kẹp không ra đâu. Tại vì em biết, em xài hoài, ngày nào em cũng lên live em xài hoài nên em biết. T2 em hết rồi mấy chị ơi, còn ít eo thôi mấy chị. Máy kẹp bự mấy chị kẹp không ra, máy kẹp nhỏ mấy chị kẹp ra nha. Comment cho Ly con này là máy kẹp. Máy kẹp giùm em giá 70.000 cái mini như thế này. Có một cái hộp xịn sò như vậy để mấy chị có đi du lịch đồ này nọ mấy chị đem theo cũng rất là tiện. Đi du lịch đi chơi đồ đó mình đem theo rất là tiện như thế này giùm em nha. À, chế độ bảo hành
chị, nếu mà chị nào lo thì yên tâm, về đó nếu mà có bị hư hao gì gửi lên đây em một đổi một cho chị em mình ha, đổi cái mới cho mấy chế luôn nha. Nhưng mà yên tâm, hàng này nó rất là dễ xài, nó không có nó ấy lắm nha. Rồi cho Ly con này là mã tơi một. Ơ quên lộn, máy kẹp giùm em nha, máy kẹp cho Ly 70.000 cái anh ơi, chốt cho khách đi, dễ thương quá. Tôi xài cái gì là tôi muốn bán cái đó liền mấy chị. À, tôi để cái tóc này tôi cũng muốn bán máy kẹp giống gì nè ha, mini gọn nhẹ có hộp để cho chị em mình đi du lịch đi vô đồ cũng tiện nữa. Giá 70.000 cái máy kẹp mini như thế này giùm em nha. Rồi ok mấy chị ha. À, rồi em đi thay mẫu mọi người, Ly đi thay mẫu. Rồi bộ đồ Ly đang mặc trên người em còn 4 cái size L. Bộ đồ Ly đang mặc trên người Ly còn 4 cái size L đó mọi người. Rồi khách mới đặt hàng kèm số điện thoại giùm em mấy chị ơi. Khách mới kèm số điện thoại giùm em nha. Mã bé Ly đang mặc trên người em còn 4 con size XL. Cho Ly con này là mã T2XL, tất cả size em đều hết nha mọi người nhá. Tất cả size bé Ly đều hết. Rồi cho Ly con này là T2XL. XL là L7879 giùm em nha. XL L7879 giùm Ly con này, đẹp lắm. Ôi đẹp dữ lắm mọi người ơi. Rồi cho Ly con này là T2 đi ạ. T2XL còn 4 cái đi. T2XL chốt đi. Em hết tất cả rồi mọi người, sorry cả nhà. T2XL em hết rồi còn XL thôi. Rồi chốt đi. T2 còn XL thôi. Nó đẹp mọi người ơi. Con T2 này mấy chị, mấy chị em nói thật luôn á. Dạ dạ có mã áo dài nè, có màu một à. Đợi chút xíu em lên luôn nha. Dạ. Rồi mã này mấy chế cho Ly con này là T2XL giúp em con này. Dạ 189.000. XL lấy luôn em. XL heo bé lấy thêm XL sao ạ? Đẹp ha. Cái màu này đẹp lắm chế ơi, thiệt sự cái màu quá đẹp luôn. Cái màu không có thể nào hình dung được hết trơn á cả nhà. Rồi, ok 189.000 một bộ giùm Ly. Hàng không xịn em không lấy tiền mấy chế ơi. 189.000 cho Ly con này là T2XL. Và em đi thay bộ mẫu luôn nha. Bộ trang sức like chưa cưng? Bộ trang sức em like rồi nhưng mà mọi người cứ ấy đi, em order cho nha. Đó, đây nè, đây nè. Mọi người nhìn cái hộp nó chiếu này thấy không? Bộ trang sức này bao gồm 3 món cho Ly nha. Giá 210.000 thật sự. 210.000 là Ly bán cho chị em mình đó. Mấy chị mua ở ngoài chắc 3-4-500 á. 3-4-500 á. Mấy chị mua cửa hàng là 3-4-500 nha cả nhà. Đó, nè. Nó sáng y như đồ thiệt luôn mọi người. Y như đồ thiệt. Thật sự luôn á. Nha. Rồi cho Ly con này là mã cao cấp giùm em. Mã cao cấp bao gồm 3 món nha. Một cái kiềng tay nè. Một cái lắc tay. Một cái cổ ba hàng như thế này. Và một cái đôi bông rất là sang chảnh. Mọi người nhìn cái đôi bông nó sáng lắm mọi người nè. Ở nhà thì nhìn thấy cái đôi bông không? Eo ơi. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã cao cấp giùm em nha mọi người. Mã này mấy chế comment cho Ly mã cao cấp giá 220 cành. Rồi cao cấp giùm em đi. Đẹp quá mọi người ơi. Thiệt. Có Ly mọi người thấy không? Ly bán cái gì cũng rẻ nên là yên tâm nhá. Nên là yên tâm. Em bán cho mấy chế cái gì cũng rẻ hết. Đó. Con này 220 cành. Nó quá sang luôn mọi người nhìn nè. Thấy không? Ở cái đôi bông nè mọi người, đôi bông nè, sáng dữ luôn mấy chế ơi. Ba món giùm Ly như thế này đó nè ha. Có ai chụp cho tôi tấm hình này không? Ba món như thế này giúp em ha, giá 220.000. Rồi cho Ly con này làm mã cao cấp giúp Ly nha. Chị Anna có hàng rồi, chị Anna vào chị cho tin nhắn nha chị. Chị nào hồi nãy có rồi thì đừng comment nữa nha, để nhường cho chị khác nha mấy chị. Tại vì hàng này em có số lượng bấy nhiêu à, không có nhiều. Rồi, cho Ly con này là cao cấp. Chị nào mà có rồi thì đừng comment nữa giúp em nha. Ok là. Rồi, chị đi thay mẫu nha. Hết chưa? Phương Nguyên đặt hàng lên số điện thoại mấy chị, khách mới lên số điện thoại mềm nha.
Okay, có treo chờ không? Rồi ok chị heo bé nha. Y chang vô mẫu phao bao mặt luôn. Chút xíu nữa em có một lô bộ cả nhà em bán đồng giá 79.000 cho cả nhà á, mà đợi em xíu nha, em like một ít cái hàng này cho. Em còn hai mẫu vest nữa đó mọi người, em còn hai mẫu vest nữa, nhưng mà giờ hai mẫu vest nhân viên nó đang ủi á, đợi em xíu đi, em like cái mẫu này trước ha. Bộ này bán 189 luôn nè, tại rồi ok cả nhà. Con này thì khỏi phải nói nữa ha cả nhà ha, con này khỏi phải nói nữa, chưa ủi luôn nè, tại vì mới vừa giao qua luôn, nhân viên em nó khui cái bao qua ga lên cho Ly like luôn á. À, rồi ok, mã này em cho Ly con này là T3M, T3L hoặc T3XL. Em Ly bán cho cả nhà mình 189.000 luôn con này, từ form, từ chốt, từ cái đứt lót, từ đường kim mũi chỉ. Em thật sự ra mà nói, cỡ cái thời gian mà tầm khoảng 5 trở về trước á, thì đôi lúc cái kinh nghiệm mình chưa được nhiều, chứ hiện tại bây giờ ấy là em nói thật luôn, hàng mà mấy chị mua cầm 180.000 mấy chị không bao giờ mua được một bộ đồ giống Ly đang mặc trên người. Rồi cho Ly con này là T3 kèm size, T3M, T3L, T3XL giùm em, 3 size nhớ mọi người ơi. 189.000, sorry mọi người, là bộ đồ em chưa có ủi. Sorry cả nhà, là bộ đồ đi chưa có ủi nha. Rồi ok cả nhà. Rồi cho Ly con này là T3M, T3L, T3XL, 3 size. Eo dưới 70-72 mang cho Ly size M, eo 75-76 mang cho Ly size L, và eo 78-79 mang cho Ly size XL. Rồi 3 size giùm em T3 đi nè. Rồi chốt cho khách đi nè. T3 kèm size giùm em con này. Đẹp lắm luôn á mọi người, xuất sắc cực kỳ, con này đúng chuẩn trong tao bao luôn á cả nhà ơi. Ha, à, đẹp không? Rồi, T3 189 cành, T3 kèm size giùm Ly con này. Là Ly cả đơn nha chị em mình. Rất đẹp luôn mấy chị. Một trăm tám mươi chín cành nha mọi người, cứ lựa mấy bộ thiết kế như thế này ha. Chút xíu nữa em có một cái lô đồ là đồng giá 79.000 cho chị em mình, xuất sắc lắm, đẹp cực kỳ. Rồi T3 kèm size, khách mới đặt hàng kèm số điện thoại giùm em ạ. T3M, T3L hoặc T3XL giúp em con này. 189.000 con này. Đẹp lắm mọi người ơi. Rất là đẹp, tay phối nha mọi người ơi. Tay phối màu trắng đúng cái màu em quay clip luôn. Em quay clip rất là lâu rồi, bây giờ Ly mới lên đó mọi người. Đó, cái clip mà đưa cho cả nhà coi á, rất lâu luôn á mới ra hàng được á. Rồi, cho Ly con này là mã T3 kèm size giùm em con này. T3M, T3L hoặc T3XL giùm Ly. Là Ly cỏ đơn nha cả nhà, thông cảm giùm em xíu nha. Rồi ok, lên T3 đi em.
Rồi T3 kèm size giúp Ly con này nha cả nhà, 189.000. Ôi ơi. Rồi còn 3 cái sale L làm hết. 2M, 3L, 7 cái set L làm hết hàng. Rồi ok. T3M, T3L hoặc T3XL giùm em con này. Em đi thay bộ mẫu luôn nha mọi người, hết hàng rồi nha. Lâu lâu em mới lê hàng thiết kế, bởi vậy mọi người săn đón rất là nhiều luôn. Lâu lâu, tại vì mọi người biết sao không, dạo này Ly làm kỹ á, thành ra là rất là lâu mới có được một mã hàng mà em Ly dồn em mới like một lần cho mấy chế mình ha. Rồi bây giờ mình lên bộ vest nha mọi người. Bây giờ chúng ta lên bộ vest nha. Bộ vest nha. Rồi, cái này là T3 kèm size MLL. Đây. Ơi, còn màu nữa mấy chế. Còn màu là màu đen nè. Ly còn màu nữa đó là màu đen. Rồi, T3 em còn size XL thôi nha. T3 với Ly còn size XL thôi. Mã này mọi người comment cho Ly con này là T4 MLXL giùm em, 189.000 con này. 189.000 màu đen là T4 nha. Màu đen là T4 cái quần nè mọi người. Nói tới công chuyện, màu đen là T4 giùm em con này. Màu đen là T4. T4 kèm size giúp Ly nha cả nhà. T4M, T4L hoặc T4XL. 189 cành nguyên một set, hàng xịn lắm mọi người ơi, quá đã luôn. Rồi còn mấy cái size L? T3 còn XL đó cả nhà. T3 em còn 5 cái size L á. T3 là màu trắng á. Rồi màu đen đó là T4 nha. Màu đen đó là T4 giùm em con này. Đẹp xuất sắc luôn mấy chế hàng nè. Mấy chế nhìn hàng nè. Định vô chớ không? Ok, lâu rồi không có lên hàng thiết kế bởi vì khách thèm lắm. Rồi, đẹp lắm luôn á mọi người ơi. Nha. Mấy bữa em buồn á, em nói là em không làm hàng thiết kế nữa tại vì làm không có tiền lời á mọi người. Em nói thật, em bán giống như là em bán hàng thiết kế, em bán cho mấy chị rồi bán công không luôn á. Mấy chị thấy rồi, hàng cao cấp như vậy, vải vóc như thế này là không ai bán 180 mấy ngàn đâu, đảm bảo. Rồi, cho Ly T4 nha. T4 là màu đen. T4 là màu đen giùm em con này. Đó. Màu đen thì chắc chắn tay nó sẽ là phối đen luôn nha cả nhà. Rồi cho Ly con này là T4M, T4L, T4XL. Rồi, màu trắng là màu Ly đang mặc trên người, đó là T3. T3 em còn 2 cái XL thôi. Rồi, T3 em còn XL. Rồi, T3 em còn XL thôi nha cả nhà. T4 là màu đen nha, form đẹp lắm mọi người, khỏi bàn. Đẹp xuất sắc luôn, về mặt form không đẹp em không lấy tiền nha. Form rất là đẹp, vải đỉnh chốt. Vải nhà Ly hàng thiết kế là đỉnh lắm luôn rồi. Mua hàng 200, 220 chưa bằng luôn. Dạ, thật sự ra mà nói em cũng căng đo đong đếm rất là nhiều luôn á cả nhà. Nhiều khi giận á, buồn á, cái không muốn lên hàng thiết kế nữa tại vì làm không có lời. Một bộ đồ là hàng thiết kế mà lời có 8.000, 10.000 đồng, trừ tiền nhân viên, từ trừ chi phí này nọ là em hết luôn, coi như bán cho mấy chị để có mẫu để bán thôi. 189.000 con này giùm em, màu đen đó là T4. Màu đen đó là T4 giùm Ly nha. Màu đen đó là T4. T4M, T4L và T4XL giùm em. Vải đúng đỉnh luôn mấy chị. Đẹp lắm. Hồi nãy vừa giao qua là Ly chưa kịp ủi luôn. Bộ màu trắng chưa kịp ủi luôn á. Lên luôn á. Rồi mới kịp ủi bộ màu đen nè. Dơ lên cho mấy chị luôn nè. Rồi màu đen là T4 nha. Màu đen là T4 giùm em. Rồi T3 còn XL thôi. T3 là màu trắng còn XL thôi nha. Rồi 189 cành giùm em con này. Rồi hết size M. Còn L đó cả nhà. T4 em còn size L nha. T4 em còn size L vĩ teo. T4 là màu đen đó mọi người. T4 là màu đen. Chị nào chưa nhận được tin nhắn thì comment lại giúp em. Và màu trắng đó là T3 nha. Màu trắng đó là T3 em lười mặc. Tại vì hết hàng rồi. T3 hết hàng rồi phải không? Rồi em còn T4. T4 là màu đen nha mấy chị. Nguyên một bộ màu đen. T4 là màu đen nha. Nguyên bộ màu đen giống vậy. Đẹp không? Phơm nhức nách lắm mấy chị ơi. 189 ngàn. Đó. Rồi. Còn 3 cái xe đeo. 5 cái xe L. Rồi T4 em còn L vẫy sale nha cả nhà. T4 mới Ly còn L vẫy sale. Cái vải đỉnh lắm mọi người. Cái vải em nói thật bao đỉnh luôn. 189 ngàn. Ok la. Rồi cho Ly con này là mã T4 L. T4 XL. Còn 2 size vậy thôi là màu đen nha. Màu đen là T4. Màu đen là T4 giúp Ly con này. Rồi chịu khó giùm em xỉu em lên bộ vest thôi cho mấy chế mình ha. Mã này mấy chế comment cho Ly con này là T4 kèm size. T4M, T4L hoặc T4 size XL giùm em con này. Đẹp xuất sắc. Không tùy vết luôn mấy chế ơi. Mã này em may đi may lại 2-3 lần luôn rồi đó. Nha. Mã này em may lại 2-3 lần á. Đẹp cực kỳ đẹp luôn á mọi người. Nha. Ha. Rồi T4 em còn L và XL. T4 là màu đen, màu trắng em hết luôn rồi. Là em hết mẫu này luôn rồi đó. Đúng không cô? Mẫu này hết hàng. Rồi cái này là T4 nha. Màu đen là T4 giùm em. Đó, nhìn cái form lại giùm Ly nè.
đẹp lắm luôn. Màu trắng em hết luôn rồi mấy chế. Thôi sorry cả nhà, màu trắng mới Ly hết luôn rồi nha. À, con Ly đang mặc trên người là T. Hết hàng ạ. À? T5 hết hàng luôn. Ở T4 hết hàng luôn. Rồi T4 hết hàng luôn rồi mọi người ơi. Sorry cả nhà ha. Em có bộ mấy bộ này nè mọi người. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Mà em bán cho cả nhà có 70 mấy ngàn nè. 70 mấy ngàn đó mọi người, 79 ngàn á. Rất là đẹp nha. Thực sự mọi người nhận mấy bộ này nó xịn sang xịn mịn. 79 ngàn cho Ly mã số 11. Cho Ly con này là mã 11 đúng không cơ? Mã 11 nha. Rồi ở đây chút mã 11 em đi thay bộ đồ vest cho chị em mình. Mã 11 với giá là 79 ngàn. Không đẹp em không lấy tiền. Sang cực kỳ sang nha mọi người. Rồi cho Ly con này là mã 11 dùm em. T3, T4 em ha. Rồi cho Ly con này là mã 11 dùm em nha. 79 ngàn mã 11. 79k mã 11 phơm to đùng không mọi người ơi. Rồi rồi cho Ly con này là mã số 11 dùm em. Mã 11. Ủa cái bộ vest sắc nách đó. Cái bộ vest. Ờ à, ở dưới đó. Ở dưới. Rồi cho Ly con này là tôi quên. Mã số mấy quên nè. Mã 11 dùm em. 79k mã số 11 dùm Ly nha cả nhà. Mã 11 79 ngàn. Eo ơi mấy chế ơi. Nó đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Nha 79.000 bộ này. Mấy chế ơi, mãi keo luôn á. Rồi cho Ly con đó là mã số 11 giùm em con đó nha. Mã 11 giùm em. Giá 79.000 giúp Ly con 11 nha cả nhà. Mã số 11 giùm em. Đẹp bá cháy và chén luôn cả nhà. 60kg đổ về giùm Ly nha. 60kg đổ về. Đẹp giả mang đẹp nha mọi người nha. Rồi cho Ly con này là mã số 11 giùm em. Mã 11 giúp Ly nha. Rồi ok, lên bộ vest cho mấy chế mình tiếp nha. Mê cái màu này quá mấy chị, màu này rất là tây luôn, màu này đang trên. Cái vòng cổ tại em đeo hờ á, em không có gài khóa rồi đó. Em đeo hờ để tháo ra tháo vô cho nó dễ. Bộ vest túi mổ mọi người ơi. Bộ vest túi mổ mọi người ơi. Chưa có kịp gì trơn. Bán luôn 189 ngàn cho mấy chị ngày hôm nay nha. Em nói thật rất là sang. Sao em mê cái màu này quá mấy chế. Em mê cái màu này giả mang mê luôn. Con này là vest túi mổ nó không phối. Nhưng mà cái túi của nó nói lên tất cả nha mấy chị. Cái túi áo của nó nói lên tất cả nè. Nó sang cực kỳ sang hàng nè. T mấy bé ơi? T5 ML XL 3 size dùm em con này 189 ngàn. T5 kèm size. Rồi lên T5 đi cực. T5M, T5L hoặc T5XL dùng Ly con này. Quần của nó, phông quần của nó này mấy ché. Nhìn cái phông quần nè, đỉnh chua. Rồi, lên. Rồi, cho Ly con này là T5M, T5L và T5XL dùng Ly con này. 189.000, 189k. Rồi, lên đi cưng ơi. Đẹp không? Eo ơi, mấy ché ơi. Bộ đồ em may cái chiều dài của nó vừa phải mấy chị mặc. Rất là sang luôn nha cả nhà nhỏ. Rồi 189 ngàn chốt em. Rồi cho Ly con này T5 kèm sai. T5M, T5L hoặc T5XL. Đẹp quá. Sao em mê cái màu này dữ vậy chồng. Em mê cái màu này quá mới chế ơi. Màu này rất là sang chảnh luôn á cả nhà. Rồi T5M, T5L hoặc T5XL giùm em. Nhìn cái túi áo nè, nút bọc nè, bên trong nè. Đó, cái phông quần nè.
em nói thật sự luôn á, mua đồ vé 180 mấy ngàn mà nó xịn như vậy chỉ có tại shop ly thôi, shop nào khác đâu mọi người ạ. Ha, rồi T 5 T5M, T5L hoặc T5XL giúp đi con này. 189 cành giùm em. Đẹp quá. Cái form này thấy chứ ơi, cái này là do cái quần em mặc hơi rộng á, em bóp eo lại đó. Đây em bung eo lên nè. À, em bung cái eo lên nè. 8 cái M. Ok chưa? Rồi, T5M, T5L hoặc T5XL giùm em. Nó đơn giản mà nó sang quá mọi người ơi. Nó đơn giản mà nó sang lắm 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 luôn á mọi người, nhìn vô ly nha. 189 cành. Rồi, chơi ly con này là T5M, T5L hoặc T5XL giúp em phía sau nè. Đẹp quá hả? Rồi, ok cả nhà. Size L là L 78, 79 giùm em nha, size XL. Em mặc rộng á. Đẹp quá. Áo bra bên trong về tự phó nha mọi người. Đây. Khi mà gãy nút phô này mọi người. Đấy. Tan lắm phía sau nè. Đẹp lắm luôn á. Nha. Tay máy vậy cưng. Còn một cái CM. Rồi. Em còn L bảy theo đâu cả nhà. M hết M phải không? Rồi. Em hết CM nha mọi người. Ly hết CM. Đẹp quá. Rồi T5. Chớ ly con này là T5 kèm say. L và XL giúp em đi thay bộ mẫu luôn. Còn màu nữa mấy chị. Còn màu với còn một mẫu vest mới nữa. Đợi em xíu luôn. Em vậy á. Hàng thí dụ mà hàng em về á. Là em dồn giống như một ngày một chủ đề. Em đi like vậy đó. Một ngày mà là một chủ đề. Thí dụ hôm nay là chủ đề áo len. Đó, hôm trước là chủ đề áo len. Hôm nay chủ đề vest. Đó em dồn vô em like một chủ đề như vậy cho mấy chị á. Ha. Rồi. Cho ly con này là mã T5. Còn xây gì? Màu không phải bàn mọi người ơi. Màu này không phải bàn nha. Còn L với XL hả? Xây LL 75, 76. Xây LL 79, 80 giùm em. Đẹp ha? Em mặc form quần rộng nè. Nhưng mà vẫn ra form rất là đẹp luôn đó mọi người. À. Sang quá à. Dạ T5 em còn L và XL giá 189.000 con này dùm đi. 189 cành. Nhớ mấy chứ. Rồi. Lâu rồi Ly không lên vé. Chị thích quá Ly ơi. Thật sự ra mà nói mấy chị, em lên theo mùa á mọi người. Theo đợt á. Chứ không phải đợt nào Ly cũng lên vé. Mà đợt nào Ly cũng lên lên áo dài. Hoặc là đợt nào Ly cũng mấy nha. Thôi tùy theo đợt mọi người thích cái gì thôi. T5 em còn L và XL làm hết hàng. Ok cả nhà. Đẹp hơn túi mồm. Hết luôn hả cưng? Tới năm em xin hết hàng. Còn XL mọi người ơi, còn XL. Eo 79-80 mang cho ly xe XL nha mọi người. Eo 79-80 mang cho ly xe XL. Rồi em có cái này nè mọi người. Đó, chị nào hôm qua mà chưa mua được đồ cho chồng. Nhưng mà nếu mà ngay trong lúc này mà có size mặc được size size gì ta? Size L đó thì chốt cho ly nha. 85 ngàn phải không cưng? Rồi ok cả nhà. 85 cành. Con này mọi người comment cho ly con này là mã số mã gì? Áo này anh nam L đi. Nam L nha. 85 ngàn. Áo jean mà jean mềm jean xịn nha mấy chứ. Jean này là jean mềm jean xịn cực kỳ sang. Áo nam nha. Comment cho ly nam L. Nam L 70kg đủ về. Ha. Rồi cho ly con này là nam L. 85.000 một cái giùm em. 85.000 một cái như thế này nam L nha. Nó còn mấy cái gì thôi à. Rồi cho ly con này là nam L giùm em. Nam L giùm ly con này 85.000. Cho ly con này là nam L. Nam L giúp em. Rồi em đi thay bộ mẫu nha mấy chá. Mấy bộ kia luôn, bộ nào trước đi.
Rồi ok chị Nguyễn Quỳnh Mai nha. Rồi thêm nam L cho chị nhóc rồi nha. Ok cả nhà. Màu đen nha mấy chế. Con này là nguyên con màu đen. Túi mổ đấy hen. Rồi chớ lấy con này là T6. Đúng không cưng? T6 MLXL 3 size nha. Mẫu này thì Ly còn đúng một màu đen thôi. Mẫu này bên Ly còn đúng một màu đen thôi. Rồi cho Ly T6 nha. Qua T6 giúp em nha cả nhà. T6 M, T6 L, T6 XL giùm em con này. Đẹp quá mọi người ơi. Khi nào có T5 lấy thêm bấm thêm T6 giùm em nha. À vậy hả? Rồi T6 M, T6 L, T6 XL giùm em con này form nè. Mấy chế ơi. Rất là đẹp, màu đen thì khỏi bàn nha. Màu đen thì thích hợp cho mọi tình huống luôn. Mấy chị đi đâu cũng được, đi tiệc, đi chơi, đi gì cũng được luôn. Màu đen nha cả nhà ha. Rồi chơi ly con này là mã T6M, T6L hoặc T6XL giùm em con này. 189.000 nguyên một con set vest như thế này giùm em. Dạ, eo ở giữa, tại chẳng hạn như mấy chị eo 72 hoặc 73 hay cũng có thể là nương cho em thích mặc ôm mặc bó một xíu thì có thể mặc size M, còn thích mặc thoải mái chút xíu thì có thể mặc cho ly size L nha. Tại vì ở giữa chung chung á. Rồi, cho ly con này là T6M, T6L hoặc T6XL giùm em con này. Quá đẹp luôn. Túi mổ này nè mọi người. Ha. Dạo này em thích cái sự đơn giản mấy chị, em lên hàng đơn giản không mà, mấy chị thấy không? Em Ly lên hàng đơn giản không à. Em Ly thích bây giờ chuyển tông rồi, tới lứa tuổi này rồi. Đó, U40 rồi mà bắt đầu mà thích đơn giản nè. Hồi xưa mà mấy chị em lên hàng phức tạp lắm. Em lên hàng mà mấy bà xưởng hồi xưa á, mấy bà xưởng có sợ luôn á, bà nói trời Ly ơi, em lên hàng cái gì đâu mà chế kiểu cọ đồ tùm lum tà la. Bây giờ em lên hàng mấy bà xưởng giờ mấy bà khoái lắm. Tại vì bây giờ cái gu của em là gu đơn giản. À, mấy chị thấy đơn giản như vậy mà nó sang, giảm ăn sang không? Không. Rồi, cho Ly con này là T6M, T6L hoặc T6XL dùm Ly con này nha cả nhà, 3 sang. Đẹp quá, cho mọi người coi cái phông quần nha. Cái phông quần khỏi lo. Em Ly may cho mấy chị phông quần là tới công chuyện. À, phông quần đẹp không? Phông quần mà kiểu như là nó đáo le nhẹ sương sương, mấy chị thấy cái phông quần đẹp chưa? Nha, bán hết hàng rồi mới cho coi phông quần, nó tự tin tới vậy đó. Bán hết hàng rồi mới cho coi phông quần hết ha, hết mờ, hết xem mờ mọi người ơi. Bán hết hàng rồi mới cho coi phông quần. Nhìn nè cái phông quần nè, đẹp lắm luôn mọi người ơi, rất là đẹp con này. Rồi cho Ly con này là T6. T6M, T6L hoặc T6XL. T5 thêm T6 bấm thêm giùm em nha mấy chị. Rồi, rồi còn XL đó cả nhà. T6 em còn XL nha. Con quần đẹp hả? Đẹp quá. Dạ em cảm ơn chị Liêu Ngọc. Em cảm ơn chế.
Nên là mọi người cứ gắng cố gắng ha. Hàng thiết kế thì sắp tới này em lên nhiều lắm á. Tại vì em lên theo mùa á mọi người ơi. Em lên theo mùa á, không phải mùa nào em cũng lên lên hàng thiết kế nhiều đâu. Mùa lễ hội, mùa Tết tới nè. Xuân đến Tết về em sẽ lên nhiều lên. Nên là mọi người cứ cứ, cứ cố gắng ha. Cứ cố gắng chờ em. Rồi, ok cả nhà. Đẹp không? Rồi T6M, T6L hoặc T6XL giùm em con này. À còn hết. Hết hả? Rồi em đi thay bộ mẫu luôn mọi người. T6 kèm size cho Ly con này. T6 kèm size. Trong cái lúc Ly đi thay mẫu em có vài cái áo này nè. Đó, có nhiều đầy áo à. Áo này xịn lắm. Đi sale cho cả nhà nha. Con này đi sale. Đi sale 79.000, sale nhiều sức. Sale nhiều hết sức, đẹp lắm. Cái áo này khỏi bàn luôn, bán không biết bao nhiêu đợt rồi. Mã này mấy chế mình cho Ly con này là mã mã này mã gì ta? Mã 12 nha mấy chị, 80.000, à 79.000 mã 12. 79.000 mã số 12 giùm em. 79.000 cái áo này, không sang em không lấy tiền. 12 giùm Ly con này giá 79.000 mã số 12 nha mọi người. T6 em hết rồi, bây giờ em đi thay một bộ mẫu bộ vest nữa cho mấy chị mình ha. Rồi T6 kèm size giùm em con này. T6 giùm em nha, con này thì khỏi bàn rồi mấy chị. Không có ai bán cái áo này cho mấy chị bảy mấy ngàn đâu thề. Mã 12 giùm em con này, T6 em Ly hết hàng nha. Mã 12 mọi người cứ lên trước 12 giùm chị đi. Đèn khói đi. Mã 12 79.000 23 cái. T6 hết hàng mấy chị ơi. Rồi, chuẩn bị T7 nè, T7 có đúng một màu nha mấy chị. T7 em Ly có đúng một màu thôi nha mấy chị. T7 em Ly có đúng duy nhất một màu thôi. Nha cả nhà ha. Con này á thì ở đây nó đi viền ở đây như thế này nè. Đó, nó đi viền ở đây như thế này và mọi người con này giống như mọi người mặc nguyên một cái áo khoác bên ngoài. Một cái quần rồi kèm theo một cái áo khoác vậy đó ha. Còn cái này á mã T7 đi cả nhà, không khác cái này có màu phong tiền. Cái này có đúng như nhất một màu nha mấy chị. Rồi T7M, T7L, T7XL 3 size giùm em, 189.000 luôn. Chơi cho khách tới công chuyện, chơi cho mấy chị tới công chuyện. Con này là một cái áo khoác, một cái chiếc áo khoác kèm theo cái một cái quần ống suông nha cả nhà, kèm theo một cái quần ống suông như thế này giùm em. Rồi cho Ly con này là T7M, T7L và T7XL 3 size giùm Ly con này nha cả nhà. Rồi T7 đi anh ơi, có một màu, một duy nhất một màu nha mấy chế mình. Ở đây là thêu nha mấy chị, giống như mọi người đang mặc một cái áo khoác gì đó. Bên trong mấy chị có thể mặc áo ba lỗ, áo bra, áo dây hoặc là áo bất kể cái áo thun nào khác. Mình mặc đóng thùng bên trong, mình khoác một cái áo khoác vô chỗ Ly. Quần là quần ống suông rộng, 189 cành. Chỗ Ly con này là T7, T7M, T7L hoặc T7XL giùm em nha. Chỗ đây thêu nè mấy chứ. Ở chỗ đây thêu nè. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Nha. Đẹp không cả nhà. Rồi T7 kèm size giùm Ly con này. 189 cành cho Ly nha cả nhà. 189 cành. Rồi lên cho Ly. Rồi T7 kèm size, cách mới đặt hàng kèm số điện thoại. T7 3 size M, size L và size XL giúp em con này nha cả nhà. Đẹp xuất sắc luôn mấy chế ơi con này. Con này mặc sang lắm. Con này mặc theo kiểu hiện đại nè cả nhà. Mặc theo kiểu hiện đại nha. Đó. Con này mấy chế mình có thể mặc áo dây bên trong, áo ống, áo bra gì cũng được cho em, áo thun gì cũng được nha cả nhà ha. Tay của nó là tay dài, một cái quần kèm theo một cái áo khoác như thế này giùm em nha. Đó ha. Rồi cho Ly con này là T7M, T7L, T7XL. 189 cành con này giùm Ly. Đẹp quá, có màu à mấy chế. Con này có đúng một màu duy nhất. Con này mà mấy chị thích làm nịt á, cài dây nịt, mọi người có thể làm dây nịt giùm em cũng rất là sang luôn nha cả nhà. Ok. T7 kèm size giúp Ly con này. Đẹp không? Chỗ đây là thêu luôn nha mọi người. Chỗ đây là thêu luôn chứ không phải in in dán dán đâu nha.
thêu luôn cho mấy chế mình á, không phải in dán đâu. Dạ có màu thôi, đó là màu nu dùm em nha cả nhà ha, đẹp lắm. Gu này vô hốt cả nhà ơi, gu này vô hốt có 180 mấy ngàn con này. Rồi cho ly con này là T7, kèm size giúp ly con này. T7M, T7L hoặc T7XL dùm ly con này nha cả nhà ơi. Hộp đen phía sau đợi chút xíu em lên cho hết hàng rồi. Còn có mấy chục cái hôm qua của mấy chị mà mấy chị khách mà đã từng bơm hàng cho ly, ly không có bán cho mấy chị được á, thì nó còn dư mấy chục cái thôi. Rồi. Ok cả nhà. T7M, T7L hoặc T7XL, cái này còn mấy chục thôi phải không bé? Nha. Đất ơi, mấy chị ơi, con này là phấn thái nha, khỏi nói nhiều nữa. Em bán giá 125 ngàn cho mấy chị là quá tốt. Phấn này gọi là phấn tươi nha cả nhà, phấn tươi. Phấn này á thì nó dạng như là, nè em dở ra mọi người biết liền, hàng này người ta bán mấy trăm ngàn một cái không á. Đây, đó, mấy chị chấm nhẹ nha. Đó, chấm nhẹ đánh lên trên bề mặt da thôi, một bước duy nhất, xong sau đó thao miếng son là có thể đi chơi được rồi. Tại vì con này nó tiện dụng ở chỗ là nó mịn, nó mịn, nó căng bóng cho da của mình ha. Rồi, chơi ly con này là phải phấn thái giùm em, 125 ngàn con này nha cả nhà. 125 ngàn phấn thái giùm ly. Nhớ giùm em, phấn này không cần bước bước lót, bước phủ gì hết, chỉ cần một lớp trên bề mặt da thôi, thoa miếng son là có thể đi chơi được rồi, là lộng lẫy rồi nha. Nó không, cái chất của nó không dày cộm và nó rất là tự nhiên nha mọi người nhé. Cái dòng này là dòng tự nhiên cho chị em mình, cái màu của nó cũng siêu tự nhiên. Mã này chị em mình comment cho Ly con này là mã phấn thái giúp em con này, mã phấn thái giúp Ly nha. 125 ngàn con này, 125 ngàn, siêu đỉnh luôn mấy chế ơi, đẹp lắm. Nó dạng nước nha cả nhà, nó dạng nước, nó dạng nước nhưng mà ở trong đây nó có một lớp bông nè, ở trong này nó có một... đó, có một lớp bông như vậy. Mọi người chấm nó đều ra mà nó đánh rất là dễ đánh luôn, cực kỳ dễ đánh. 125 ngàn comment cho Ly con này là mã phấn thái vậy thôi nha. Rồi ok mấy chế mình hỏi quá hỏi. Dạ ok cả nhà, phấn đa thái này lần trước chị mua xài rồi, êm lắm Ly ơi, xài đã lắm. Dạ em cảm ơn chị Trang Trang, em cảm ơn chị Trang. Rồi chơi lấy con này là mã phấn thái giùm em, 125 ngàn, xài bao đã luôn. Nó dạng nước nha mọi người nha, nó không phải dạng khô nha, nó dạng nước. Mấy chị xài nó mịn, nó mịn và nó căng bóng cho da rất là tốt. Con này nó che khuyết điểm nhẹ nè, và nó có chống nắng nhẹ cho mấy chế mình nữa, xài rất là êm. Ngày nào mà lên live em chẳng đánh, tại vì em là cái người thích nhanh gọn lẹ. Mấy chị thấy không, cái mặt em vậy nha, mà em make up trong vòng 10 phút. Tại vì cái lớp nền em chỉ đánh một lớp này thôi, em không cần lót, không cần phủ, không cần gì hết. Một lớp này thôi là bắt đầu quất cái mắt. Đó, quất cái mắt, vẽ cái chân mày, đánh má hồng rồi xong. Thôi miếng son là xong rồi đó. Trong vòng 10 phút, 15 phút là xong cái bộ mặt của em rồi đó. À, tại vì nó không cần 2-3 bước giống như những cái chị make up chuyên nghiệp. Chị, mấy chị mà make up chuyên nghiệp là phải 2-3 bước phủ, rồi lót, rồi nền. Đó. Còn cái này chỉ cần một bước duy nhất trên bề mặt da thôi. Mấy chị thoa miếng son nữa là tự tin đi chơi giùm em, là ok, đẹp nha. Rồi cho Ly con này là mã phấn thái giùm Ly nha. Phấn thái giùm em 125 ngàn. 125 cành con này, 125 cành nha cả nhà. 125 cành cho Ly con này là mã phấn thái giùm em. Phấn thái giùm Ly nha. Quá đã luôn mấy chế ơi, cực kỳ đã nha mấy chế. Xài xuống lắm, em Ly mới bán giá tình cảm, tình thương, mến thương cho mấy chị á. Chỉ có em Ly mới bán giá tình thương, mến thương cho mấy chế mình. Mấy chị thấy em bán bộ đồ giá làm sao thì mọi người biết rồi. Kể cả cái hàng em Ly bán mấy cái hàng này cũng vậy, em Ly bán cũng giá tình cảm cho chị em mình nha. Ok mọi người. Rồi chơi Ly con này là mã phấn thái, phấn thái giùm em nha. 125 ngàn nha. Đẹp lắm, xài em đó. Đó với những chị nào mà không biết make up nha, mấy chị không biết make up cũng có thể xài được luôn phấn này giùm em. Tại vì cái phấn này nó rất là dễ đánh, cái chất của nó cực kỳ dễ đánh. Còn chị nào chọn cái dòng mà đánh chuyên nghiệp á, đánh chuyên nghiệp giống như mấy bạn mà make up cao cấp á, thì cái dòng này là không phải. Cái dòng này là chỉ là dành cho những chị thích tự nhiên, thích nhanh gọn lẹ và thích kiểu như là tốc độ đó, đánh một lớp trên bề mặt da thôi, không cần biết make up cũng xài được. 125 ngàn, chất của nó là dạng nước nha, nhưng mà bên trong nó là một cái bông như vậy nè mọi người. Đây cho mọi người coi nhé, khi mà mọi người đánh mọi người là cầm vậy nè giùm em ha. Cái này em đang xài nè, bởi vì nó hơi, nhìn nó hơi dơ chút xíu đó. Cái này của Ly đang xài bởi vì nhìn nó hơi dơ chút xíu. Ở đây là một cái bông nè, ở phấn, tất cả phấn là nó nằm ở bên dưới, xong sau đó nó lót thêm một cái lớp bông trên đây để mọi người đánh tán ra cho nó dễ đó nè. À, ít ít gì thôi,
đánh từ từ nhẹ lên giùm em hả. Cái da nó mỏng mịn, trắng vừa, nó không có làm cho da của mình dày lên quá nhiều ha. Ha, con này made up tự nhiên nha mấy chứ, con này made up tự nhiên giá 125.000. Rồi cho Ly con này là mã mã này là đát 3 năm nha mọi người. Đát 3 năm nha cả nhà. Đát 3 năm mới sản xuất đây luôn nha. Cái này là mới sản xuất đây luôn. Đát 3 năm, yên tâm nha. Rồi, cho Ly con này là mã phấn thái giùm em giá 125.000. 125.000. Cái hũ này đát 3 năm nhưng mà cái nó mới sản xuất đây luôn nha mọi người. À, ngày 17 tháng 10 nè. Thấy không? 2023 nè. Đát của nó tới 2026 luôn. Nha, đát 3 năm nhé. Rồi, cho Ly con này là mã phấn thái giùm em nha, phấn thái giùm Ly. Ha. Đó. Đã không? 125.000 mã phấn thái. Mã Ly đang mặc trên người là T7 kèm size. T7M, T7L hoặc T7XL giúp Ly con này. 189.000 cái con Ly đang mặc trên người. Con này là dạng như nó là một cái áo khoác vest kèm theo một cái quần tây nha mấy chị. Áo khoác kèm theo một cái quần tây. Cực kỳ sang luôn con Ly đang mặc. Con Ly đang mặc em nói thật luôn mấy chị, về mấy chị phối áo ba lỗ, áo bra cũng đẹp nữa. Phối áo ba lỗ, phối áo bra gì cũng đẹp cho Ly. 189.000 mã Ly đang mặc trên người là mã T7 kèm size giùm em. T7M, T7L hoặc T7XL giúp Ly con này nha cả nhà. Trang sức Ly đeo là 220. Trang sức Ly đeo là em chưa, hồi nãy giờ em đeo là em tháo ra tháo vô cho nó dễ, em Ly không có cài dây á. Đó, nè. Đó, trang sức Ly đeo nha. Đeo bông tay nè. Đó. Cả nhà thấy không? 220.000, mã này là mã cao cấp giùm em. Mã này mấy chế comment cho Ly mã cao cấp nha cả nhà. Đẹp quá mọi người ơi, quá đẹp. Rồi, ok. Lấy gì anh ơi? Chốt đi anh. Mã Ly đang mặc trên người là mã T7M, T7L, T7XL hết, T6 rồi mấy chị. Em còn duy nhất theo con T7 này là em thích nè. T7 kèm size nha cả nhà. T7 kèm size. Ôi đẹp quá mọi người, đẹp lắm. Rồi ok mấy chị em mình. T7 3 size M, L, XL dùm em. Mã cao cấp là cái kiềng nha mọi người. Nguyên bộ nha cả nhà, nguyên bộ. Đẹp quá. Cái con xếp, cái concept Ly đang mặc trên người nó thời thượng nha mọi người, nó thời trang, nó thời thượng. Nó thời trang, nó thời thượng nhưng mà cũng chiếm một phần cho chị em mình là kín đáo chứ không phải thời trang theo kiểu hở nha cả nhà. Nó không thời trang theo kiểu hở. Con này thời trang theo kiểu kín đáo, nền nã, sang nha cả nhà ha. Rồi, mã Ly đang mặc trên người đó là T7M, T7L hoặc T7XL giùm em, 3 size giùm em. Còn đúng một màu duy nhất là em hết tất cả hàng. Con này mọi người có thể gài nút lại nha, gài khóa kéo lại tùy thích. Tùy, nhưng mà thấy em thấy là mặc áo áo dây bên trong nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Mặc áo dây bên trong nó sẽ đẹp hơn nha. Đó. Mấy chị có thể gài nút là như thế này. Gài khóa kéo là như thế này ha. Đó, hoặc là mặc áo bra bên trong như vậy. Nhưng mà theo em là mặc áo bra nó sẽ đẹp hơn, tại vì cái con này em làm cố tình em làm là cái áo này giống như là một cái áo khoác vậy mọi người. Đó, giống như là em làm là một cái áo khoác gì đó. Nó là một cái áo khoác gì đó. Rồi kèm theo một cái quần tay nữa, 189.000 mã T7 giùm em con này. Rồi ok mấy chế mình, em chuẩn bị đi thay mẫu nha. Con Ly đang mặc trên người quần ống suông, quần tay ống suông giùm em. T7M, T7L hoặc T7XL giúp em con này. 189.000. Rồi lên đơn giùm em. T7 kèm size nha mấy chế. T7 3 size M, L giùm em con này nha cả nhà. Rất là đẹp. Hồi nãy mã số 12 hết chưa. Rồi ok cả nhà. Đẹp lắm. Đẹp ha. Rồi chốt T7 đi nè, đi thay mẫu nè. T7M, T7L hoặc T7XL giùm em con này nha cả nhà. 189.000 giùm Ly. 189.000 nha cả nhà nhá. Rồi ok, Ly có cái quần này nè mọi người, đẹp lắm. Bữa hôm Ly bán 7 mấy ngàn luôn không á, nhưng mà cái này còn đúng màu. Ly còn đúng một màu duy nhất, Ly sale cho chị em mình. Bữa hôm Ly bán 7 mấy ngàn á, không có hàng bán. Ở đây tại vì Ly còn sót, ở đây không có màu à. Màu này em Ly sale cho chị em mình 69.000 ha. Rồi cho Ly mã này mã số mấy? 69.000 cho Ly con này là mã số 13 giùm em. Mã là mã 13.
siêu đẹp luôn. Rồi mã số 13 giùm em. Chị nào chưa nhận được tin nhắn cái mã T7 thì comment lại cho Ly chút xíu nữa nha mọi người. Rồi cho Ly con này là mã 13 giùm em, 69 ngày mã 13 nha. 69 cành cho Ly con đấy là mã số 13 giùm em. Mã 13 cho Ly con này nha cả nhà, 69 ngày mã 13. Đẹp tơi tái luôn mọi người ơi, đẹp tơi tái nha. Rồi cho Ly con này là mã số 13 giùm em con này, mã 13 nha. 89 ngày mã số 13. 69 ngàn chứ lộn, 69 ngàn cho Ly con này là mã số 13 dùm em. Mã 13 giúp Ly con này nha cả nhà. Mã 13, 69 ngàn. Trời, bữa hôm 7 mấy ngàn không có hàng mua luôn. Ở đây em còn mấy cái á ha. Rồi, cố gắng hỗ trợ xe live stream dùm em xíu nha cả nhà ơi. Rồi, cho Ly con này là mã số 13 dùm em. Mã 13, 69 ngàn đó mọi người. Vải hôi bị đẹp luôn mấy cha. Vải hôi bị đẹp. Đó, thì nó là cái lưng của nó có khi chữ A, chữ B, chữ C thì nó có hơi khác cái chữ chút xíu thôi nha. Rồi, ok cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã 13 giùm em, mã số 13 giùm Ly con này. Rồi em đi thay mẫu mấy chứ ơi. Bộ Ly đang mặc trên người đó là T7 kèm size, T7M, T7L hoặc T7XL giúp Ly con này nha cả nhà. Em đi thay mẫu. Cái bộ đồ Ly đang mặc trên người là một cái quần tây ống suông, rồi kèm theo một cái áo như thế này giùm em. Rồi, cho Ly con này là mã T7 kèm size, T7M, T7L hoặc T7XL giùm em. 189,000. Rồi ok, em lên cho mấy chị một bộ áo dài này xong sau đó em sẽ sale hàng nha cả nhà. Ngày nào mà chẳng sale sale giá khủng luôn. Em lên một bộ áo xài cho mấy chế mình nha mọi người nha. Bộ đẹp quá. Bộ này phải mặc đầu like mới được á mấy thằng ơi. Đẹp quá. Bộ này là phải mặc đầu like mới được. Sẽ live stream giúp em xíu nha cả nhà nhé. Tới năm hết thì chị lo nguyên rồi. Ok, con này có màu không không em? Con này Ly, bé Ly có đúng một màu thôi nha cả nhà. Hai size M và L. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã T. Hả? T8 kèm size. Hai size M và L. Rồi, cho Ly con này là mã T8M, T8L dùm em con này. Nhớ dùm Ly con này là chân bông nha cả nhà. Con này là chân bông giúp Ly nha. Con này là chân bông. Ở đây là chân cả mặt trước và chân cả mặt sau như thế này dùng giúp em. Rồi mã này một bộ áo dài này cho Ly con này là T. T8M, T8L dùng em con này nha chị em mình. Thôi bị đẹp luôn mấy ché ơi. Nha. Cái màu quá đẹp, chân bông cả mặt trước và cả mặt sau luôn dùm Ly. Chân bông cả mặt trước và cả mặt sau luôn giúp Ly như thế này. Nha. Rồi ok. Cho Ly con này là T8M, T8L hoặc T ở T8ML thôi nha cả nhà. Mã này mấy chế cho Ly con này là T8 kèm size ML giùm em thôi nha.
xinh lắm mọi người ơi nha. Mọi người nhìn cho Ly, cái phần ở đây là nút bọc nha cả nhà. Cái phần ở đây là nút bọc như này, phối cái cổ của nó là phối nha mấy chứ. Cái cổ ở đây của nó là phối nhá. Rồi cho Ly con này là T8 kèm size làm thế này. T8M, T8L hoặc T8 size X and L giúp Ly con này nha. 199 cành nguyên bộ giùm Ly nha. Cả bộ cả cành như vậy nè mọi người. Chân bông chân ơi, tao nói là nó sang. T5 hết thì chị Thùy Trang Thùy ơi. Em nói là nó sang, dữ lắm sang luôn á mọi người con này. Rồi cho Ly con này là T8M, T8L giùm em con này nha cả nhà. T8 2 size, size M và size L giúp Ly con này. 189 cành, 199 cành. Áo dài xẻ em đang về thêm đó mọi người, áo dài xẻ Ly đang về thêm nhá. Cái này thì bữa hôm em like trước một màu rồi, em còn một màu cuối cùng cho chị em mình. Rồi cho Ly con này là T8 2 size, size M và size L giúp Ly con này nha cả nhà. Xong sau đó chúng ta mua đồng giá nha. Mua hàng đồng giá 79.000 giúp Ly nha. Dạ, em hết tất cả, các tê em hết tất cả mấy chứ ơi. Các tê bé Ly hết tất cả, bé Ly chỉ còn T8 thôi. T8M, T8L giùm em con này giùm em nha. 189 cành giúp Ly, 189 cành. Rồi cho Ly con này là T8 kèm size nha mấy chứ. T8 kèm size giúp em. Quá đẹp luôn mấy chứ ơi, cực kỳ đẹp luôn á mọi người. Nha. Xin quá. Con này rất là xinh luôn á mọi người. Cái cổ của nó phối rất là đẹp nha cả nhà. Cái cổ của nó phối hơi bị đẹp luôn mấy chế ơi. Rồi cho Ly con này là T mấy chị quên rồi. T8 kèm size nha mấy chế. Rồi cho Ly con này là T8M, T8L hoặc T8XL giúp Ly con này. Ở quên hết, không có XL nha cả nhà. Không có XL, sorry cả nhà. Rồi T8 kèm size giùm em. Đó. Đẹp lắm mọi người ơi. Quá là xuất sắc luôn. Hai cả nhà. Ok mấy chế. Đẹp quá. Con này mấy chế comment cho Ly con này là T8 kèm size. T8M, T8L hoặc T8XL giùm em. Không có XL nha cả nhà. Rồi ok. Bắt đầu mình lên hàng đồng giá 79.000 cho chị em mình nha. Tức tần tật luôn. Em gom kho, em dọn kho, em vét kho cho chị em mình. Đồng giá là 79.000 đồng giá hết luôn nha chị em mình, ngoại trừ hàng thiết kế và áo dài thôi ha. Mã Ly đang mặc trên người đó là T8M, T8L giùm em, có hai size thôi. Giá 120.000 không bao giờ mua được cái bộ đồ như thế này đâu mấy chứ ơi. Nha. Rồi cho Ly con này là T8 kèm size. Rồi ok cả nhà. Eo dưới 72 mang cho Ly size M, eo 76 77 mang cho Ly size L nha cả nhà. Rồi, quăng này xuống chứ. Rồi T8 kèm size. Đẹp lắm luôn á mọi người ơi, cái con này dễ thương cực kỳ luôn nha chị em mình, rất là dễ thương. Đó, con này ở đây em Ly đệm phối cho cả nhà nè. Em Ly đệm phối cho mấy chế mình ha. Rồi T8 kèm size giùm em con này, hai size M và L. Em Ly có hai size thôi. Ly có hai size thôi, hai size M và size L giùm em nha. Rồi share livestream lên giúp em nha. Share livestream lên giúp Ly, bắt đầu với Ly bán đồng giá cho chị em mình nha cả nhà ha. Em chỉ còn T8 thôi nha mọi người. Con này Ly chỉ còn T8 thôi nha. Con này với Ly chỉ còn T8 thôi. Dạ, con này là nguyên một set quần màu xanh bên trong như vậy nè mọi người. Cái quần màu xanh bên trong nha, đẹp lắm nha. Mấy cái hoa văn này mọi người nên chọn những cái màu sáng như thế này ha cả nhà ha, tại vì nó là có cái nền trắng bên trong rồi ha. Chị nào mà muốn một bộ áo dài mà nó hơi độc lạ một chút xíu nên chọn con này giùm em. 199 cành cho Ly con này là mã T8 giùm em con này. Rồi ok, T8 kèm size giùm em. Dễ thương quá à. Cái này là nguyên một xé luôn nha mọi người nhá. Một cái quần bên trong và kèm theo một cái áo dài bên ngoài. Mã này mấy chế cho Ly con này là T8M, T8L, hai size dùm Ly con này nha. 189 cành. Xong sau đó em sẽ lên đồng giá tất tần tật cho cả nhà. Mọi người ghim dùm em đi. Xả kho đồng giá 79.000. Bất kể cái gì, set bộ, set gì em Ly cũng bán 79.000 cho cả nhà nha. Rồi ok, bây giờ bắt đầu quăng mấy cái hàng dọn kho vô chế đi em. Mã Ly đang mặc trên người đó là một cái chiếc áo dài như thế này giùm em. Mã này mới chế cho Ly con này là T8, T8M, T8L giúp Ly con này nha cả nhà. 189.000, 199.000 chứ em lộn. 199 cành. Rồi mình lên hàng xả giùm em nha. Xem cái nha. Ok.
Ok cả nhà. Size S em không có size S nha mấy chết. Ly không có size S nha. Em Ly có size M, size L thôi ạ. Ly có size M và size L thôi nha. Rồi ok mấy chế mình vô. Đồng giá 89 79.000 giùm em nha. Rồi. Ok. Ok mấy chế mình. Rồi chịu khó giùm em xíu nha. Ok mấy chế. Dạ. Trời ơi, bộ áo dài mà nó bộ áo dài nè, nó xịn như giày mà không chốt. Chốt cái gì nữa mọi người ơi. Rồi đồng giá 79.000 cho Ly nha cả nhà. Đồng giá 79.000. Mã Ly đang mặc là T8 kèm size đó mọi người. T8 kèm size đẹp lắm. Hồi nãy em chỉnh áp em Ly chỉnh áp á. Bởi vì mọi người thấy cái màu nó hơi chói. Bây giờ em Ly đang chỉnh cái áp thường nè mọi người. Ly đang chỉnh cái áp thường cho mấy chế mình đó. 189.000 cái con áo dài Ly đang mặc trên người. Rồi cho Ly con này là mã T8 nha cả nhà. T8M, T8L nó có hai size thôi. Bắt đầu mình lên hàng đồng giá 79.000 cho chị em mình nha. Mấy cái áo này em nhập vốn 80.000-90.000 không nè mọi người. Nhưng mà Ly vẫn bán cho mấy chị. Bữa hôm bán 95 không? T8 kèm size không? Rồi, mã này cho chị mã số đi. Rồi cho Ly con này là mã số 15 nha mấy chế. Mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số 15 giùm em. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã số 15 nha cả nhà. Mã là mã 15 giúp Ly. Mã 15 79.000 đồng giá nha. Cái gì cũng 79.000 cho chị em mình á. Nha. 15 giùm em chốt mã 15 đi cưng. Mã 15 nha. Đẹp quá. Trời hàng này. Em nói là hôm nay dọn kho tới công chuyện nha mọi người. Mã Ly đang mặc trên người là T8. Bộ dài này ở đâu ra mua trăm mấy trời. Thiệt luôn á, đẹp dữ lắm. Hồi nãy là do là em Ly xà chỉnh cái áp á, mọi người thấy cái màu nó hơi chói. Là do em Ly chỉnh áp. Còn cái này là chỉnh cam thường nè. Mấy bà về mấy bà nhận sao là cái màu nó y chang như vậy giùm Ly. Nè, đang chỉnh cam thường nha mấy chị. Đang cam thường nha. Đang cam thường. Đang cam thường là T8 đó. Còn chị Quyên Trà ơi. Mấy chị comment T8 đi nha. Comment cho Ly con này là T8 đi nha. Nhé em, yêu em máy nhé em. Là mấy chị về mọi người nhận khi mà em like như vậy nè, màu sao thì mấy chị về mấy chị nhận y chang vậy giùm em. Do lúc nãy á em vừa bước ra like á thì em Ly có chỉnh, em Ly chỉnh màu á, chỉnh màu thế mọi người thấy cái màu nó chói. Huyền Trương đặt hàng kèm size. Còn hiện tại bây giờ là em Ly chỉnh màu thực tế, màu cam thường. Hiện tại bây giờ là em Ly chỉnh cam thường, thành ra là cái màu thực tế là màu này. Ở lúc ban đầu mấy chị lo là sợ cái màu nó sáng đúng không? Không có sáng đâu. Màu này là màu cam thường nè mấy chị. Màu này là Nam màu cam Phương thường. Nam Phương có rồi. Nam Phương ơi, vào kiểm tra tin nhắn. T8M, T8L giùm em con này. Bộ áo dài Ly đang mặc trên người là T8 nha mọi người. Bộ áo dài Ly đang mặc trên người là T8 kèm size giùm em. Có đúng một màu cho Ly nha. Mã này thì Ly có đúng một màu thôi mọi người. Mã này Ly có đúng một màu thôi. Rồi, cho Ly con này là T8 kèm size. T8M, T8L giùm em con này nha cả nhà. Ok, còn mấy cái T8 nó chốt em đi. Huỳnh Huyền Trân ơi, kèm size vô ạ. Rồi T8 kèm size giúp Ly nha cả nhà. Dạ, em còn mấy cái T8 nữa, bộ áo dài nguyên bộ luôn nha mấy chị, màu đẹp không? Em chỉnh cam thường nên là khỏi lo nha. Đó, màu xuất sắc lắm luôn á cả nhà, con này. Cái cổ ở đây nè, phần ở đây em phối cho cả nhà rất là đẹp nha cả nhà ơi, cực kỳ đẹp. Rồi T8 kèm size giùm em. Rồi mã này cho chị mã số đi, đồng giá 79.000 bắt đầu lên nha. Mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 16 nha. Bộ này là bộ lam nha mọi người. Bộ này là bộ lam giùm Ly nè. Con này là bộ lam nhé. Mã số 16 giùm Ly con này. Mã số 16, bộ lam là mã số 16 giùm em. Rồi mã số 16 cứ tắt tần tật, đồng giá là 79.000 hết. Mấy chị lấy bộ nào, cái gì sản phẩm mà có những cái sản phẩm mà em nhập vốn của em 90-100.000 em bán 79.000 hết luôn nha cả nhà. 79.000 đồng giá. Rồi cho Ly con đó mã số mấy chị quên rồi. 16 có một cái. Rồi cho Ly con này là mã số 17 nè. Mã 17 giùm em con này. Mã là mã số 17 nha. Mã 17 giùm em. Rồi 17 giùm em. Mã 17 giùm Ly nha. Mã 17. Mấy cái hàng này là em nhập vốn cao lắm nè mọi người. Nhưng mà cái này là gọi là dẹp kho, dọn kho. Nên là mọi người gắng cố gắng nha. Rồi 17 giùm em. Mã 17. Rồi mã này cho Ly con này là mã số 18 nha. Mã 18 giùm em ha. Mã này là mã 18 giùm Ly nha. Đi du lịch, đi chơi đúng bài luôn. Có 2-3 cái không? Đúng không cưng? Rồi cho Ly con này là mã số 18. 18 giúp Ly con này. 18 tất tần tật, cái gì cũng 79 nha. Vô gom đi cả nhà. Rồi cho chị cái kéo hết đó con. Rồi ok cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã gì đây? Trời nó đẹp mọi người ơi, nó đẹp. Trời ơi, tới công chuyện mọi người ơi. Tôi 100 nghe anh ơi, chơi cho tôi nay nghe cả nhà. Rồi ok.
đẹp không? Rồi xem livestream giùm tôi nha mấy bà. Mã này 100.000, comment cho Ly, con này là mã đen 100 nha, đen 100. Hàng này em thề với mấy chị, bữa trước em về á, em nhập vốn của em 102.000 một cái. Áo này Ly nhập 102.000 một cái á. Nhưng mà em thấy họ giao cho Ly toàn là lẻ, có hai ba cái Ly làm biếng Ly like á. Rồi cho Ly con này là đen 100. Đen 100 giùm em, 100.000 mã đen. Đen 100 giùm em. Đen 100 giúp Ly nha. Đen 100 giùm em. Lâu lâu lọt mấy cái mà em nhập vốn 100 mấy 200 thôi. Kệ thôi cả nhà ha. Rồi cho Ly con này là trắng nè. Comment cho Ly con này là trắng. Trắng 100 giùm em, trắng 100. Nè. Con này mấy chị mua 100.000 rẻ chán luôn á. Em Ly hả, bữa hôm em nhập về 100 mấy đó cả nhà. Do là nó có giao qua cho Ly lụi lụng dụng lẻ quá. Rồi cho Ly con này là trắng 100. Trắng 100 giùm em. Rồi cho Ly nu 100 luôn giùm em. Mã nu 100 nha, nu kiểu khác á mọi người. Rồi cho Ly con này là nu 100.000, nu 100.000, nu có 2. Nu có 2 giùm em, nu có 2. Đẹp lắm luôn, comment nu 100, đỏ 100. Đẹp quá à. Nha. Đó, lùi like đó mọi người, hàng này em nhập 100 mấy không á. Đỏ 100 giùm em, đỏ 100. Tím 100, comment cho Ly tím 100 nha, 100.000 mã tím. Hàng đẹp lắm, yên tâm. Tím 100 nhé, đỏ 2 cái. Đỏ 2 cái, tím. Tím 1 nha. Rồi. Đen. Hả? Đen phải đen nãy không? Không, đen khác. Mấy cái này là. Rồi, ok cả nha. 100.000 đó mấy chị, còn tất cả còn lại là 79.000 hết nha. Chỉ có cái áo lông đó là bữa nhập 100 mấy em bán 100 thôi, còn tất cả còn lại 79.000 hết nha mấy chị. Rồi, xong mấy cái mã đó, tới mã số là 79.000 hết. Mọi người nói nghe nè, mã số là cứ 79.000 hết. Mã số là đồng giá 79.000 hết, hàng lẻ dụng em gom Ly highlight hết nha. Rồi, mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 18. Cứ mã số là 79.000 hết nha, mã số 18. Mã số 18 giùm em 3 cái em ơi. Mã 18 trước đi. Mã 18 giùm Ly nha. Mã 18 79.000. Mã số là 79.000 hết. Mã số là 79.000 hết nha. Bộ dài Ly đang mặc hết hàng rồi, đợi em xíu nha, em coi còn hàng nữa, còn hàng không em chốt cho. Bộ dài đi mặc nha. Rồi, mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số mấy? 19. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã số 19 giùm em nha. 19 giùm em. 18 19. Con này là mã 19 nha mấy chị, mã 19 nha. Mã 19 giùm em con này, đẹp không? Rồi cho Ly con đó là mã số 19 giùm Ly. Mã số 19 nha mấy chế. Mã 19 giùm em con này. Mã 19 giùm Ly nha. Rồi ok. Hàng này hàng cao cấp cực kỳ luôn mấy chế ơi. Nha. Con này cực kỳ cao cấp. Lỡ rồi chơi luôn cho chị em mình. 79 nha. Rồi cho Ly con này là mã số 20. Tới mã 20 đúng không cơ? Mã 20 cái này là nguyên bộ nha mấy chị. Nguyên bộ mã này. Comment cho Ly mã số 20. 20 giùm em con này mã số 20. Rồi lên mã 20 đi cơ. 20 giúp em. Mấy chị ơi, đồng loạt chia sẻ giùm em xíu nha mấy chị. Bán giá này mà mấy chế không chia sẻ là thật sự rất là một cái điều đáng buồn cho em luôn á. Rồi cho Ly con này là mã số 20 giùm em nha. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã số 20. 20 giùm em con này. Rồi cho Ly con này là mã số 20. 20 giùm em nha cả nhà. Trời, nó đẹp nhất nách luôn mấy chị ơi. Đẹp nhất nách, đẹp nhất nách. Rồi mã 20 giùm Ly nha. Cái chỗ đây nè, không phải in đâu nha, nó là đi viền luôn á. À, nguyên bộ giùm em như thế này, 60kg đổ về. Cho Ly con này là mã số 20. Nguyên bộ nha mọi người. Cái này là nguyên một bộ đó mấy bạn. Cái này là nguyên một bộ, cho Ly con này là mã số 20. Mã 20 giùm em con này. Dạ, tất tần tật đồng giá luôn. Cứ vô cái gì cũng 79.000 giùm em nha. Rồi cho Ly con này là mã số 20 nè. Mã 20 giùm Ly. Bỏ dài Ly đang mặc trên người, đợi Ly xíu luôn mấy bà ơi. Mấy bà à, em đang chốt mã 20 nè, có mấy bộ cơ. Trời đất ơi, bán lỗ mà bán dữ vậy. Bán 79.000 bán lỗ mà bán dữ vậy. Rồi, cho Ly con này là mã số 20 giùm em con này nha. Mã số 20 giùm em con này. Quá đẹp, cực kỳ đẹp luôn mọi người. Mã số 20 nha. Rồi đồng giá đó mọi người vô, mọi người thích chốt thì chốt nha. Và quan trọng mấy chị cho em xin một nút share livestream cái nha mọi người ơi. Quan trọng mấy chị cho em Ly xin một nút share livestream cái. Mã số 20 nguyên bộ này. Đồng giá giùm em, giá em ghim bài nha. Coi có bài ghim. Rồi, ok cả nha.
Con này mấy chế comment cho Ly con này là mã số 20 giùm em. Mã là mã 20 giúp Ly nha. Mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số 20. Mã số 20 giùm em. 20. 20 cho Ly nha. 20 giùm em. Hàng đẹp lắm mọi người ơi, hàng rất là đẹp luôn. Mã số 20 giùm Ly. Bộ áo dài Ly đang mặc hả? Bộ áo dài Ly đang mặc cho Ly con này là T8 kèm size. T8M, T8L, em còn mỗi size 2 con hết cả nha. 199.000. Không đẹp, không nhức nách, em không lấy tiền. Dài tới công chuyện nha mọi người. Dài tới công chuyện nè. Dài dữ lắm nha mấy chế ơi. Cực dài luôn. Em hết hàng rồi, em còn mỗi size 2 con thôi. Rồi, mã này mấy chế comment cho Ly T8 kèm size. T8M, T8L giùm em con này. Vét em hết hàng rồi mấy chế. Vét Ly hết hàng rồi. Vét Ly hết hàng rồi nha. Mã Ly đang mặc trên người đó là T8M, T8L giùm em con này. Mỗi size em Ly còn 2 con á, bộ áo dài. Giá 199.000. Ok mấy chế mình. Bộ đồ Ly đang mặc trên người đó là T8 kèm size nha mọi người. Đó là T8 kèm size giúp em con này. T8M, T8L giùm em. 199.000 giùm Ly nha. Đẹp lắm nha, nó chuông bông nha mọi người. Nó chuông bông mặt trước và cả mặt sau luôn á. Nó chuông bông cả mặt trước và cả mặt sau như vậy giùm em nè. Nó chuông bông cả mặt trước và cả mặt sau luôn. Đẹp lắm. Đẹp lắm luôn á mấy chị. Màu cũng đẹp nữa mấy chị, màu cũng đẹp nữa. Cái màu nó đẹp cực kỳ. Màu của nó là đẹp thần thánh luôn. Mã Ly đang mặc trên người đó là T8M, T8L giùm em con này nha. T8 kèm size. 199 cành giúp Ly con này. 199 cành mã T8 nha mọi người. À, mấy chị vào kiểm tra tin nhắn em nha. Nhận được tin nhắn là có hàng rồi. Mẫu xẻ tài em đang về nha mấy chị. Mẫu xẻ tài em Ly đang về. Gắng cố gắng lên. Bộ Ly đang mặc trên người là T8 nha cả nhà. Mã Ly đang mặc trên người là mã T8. T8 kèm size giùm em. T8 kèm size. Tất cả còn lại đồng giá 79.000. Vô hốt đi mọi người. Thì cái hàng này em nhập vốn rất là cao luôn mấy chị. Hàng này đau lòng lắm. Nhập vốn hơi bị cao luôn. Đau lòng cực kỳ. Nhập vốn hơi bị cao luôn mấy chị ơi. Bán cuối cùng bán có 70 mấy ngàn là một bộ. Vốn em gì rất là cao luôn nha. Vải rất là đẹp. Cái này mọi người comment cho Ly con này là mã số mấy. Rồi tới mã số đi nè. Đẹp không? Mã mấy? Mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 21 giùm Ly nha. Mã này là mã số 21 giùm em con này. Mã 21 nè. Có nhiêu đây nè. Rồi chốt mã 21 đi nè. 21 giùm Ly nha cả nhà. Mã là mã 21 giùm em. Con này mới chế comment cho Ly con này là mã số 21. 21 giùm em. T8. Rồi ok. Cho Ly con này là mã T. Ở quên. 21 mọi người ơi. Mã là mã 21 giùm em nha. Mã là mã số 21, có một cục vậy thôi à. Trời ơi. Hàng này vốn cao lắm mọi người ơi. Em là có cái tính nhanh gọn lẹ. Rồi, mã này quần màu đen, áo màu trắng giùm Ly. Rồi cho Ly con này là mã số 22. Mã này mấy chế comment mã 22 là quần ngố nha cả nhà. Con này là 22 mã quần ngố giùm em. 22 là mã quần ngố giùm Ly con này. Đẹp không? Rồi mã 22 giùm em siêu đẹp luôn mấy chế. Mã số 22 giùm Ly nha. Mã này mã số 22. Mã số 22 giùm em. Trời ơi, bộ đồ cầm lên là biết chất lượng rồi mấy chị ơi nha. Rồi cho Ly con này là mã số 23 nè. Mã 23 giùm em đắt nâu. Mã 23 cái quần nè. Rồi cho Ly con này là mã 23 giúp Ly con này. Mã 23 nhá. Đẹp dữ lắm luôn. Rất là đẹp luôn mọi người ơi nha. Em đau lòng xót dạ quá. Bộ đồ nhập 75.000 bán 79 luôn. Rồi cho Ly con này là mã. Mã này mọi người comment cho Ly con này là mã 23. 23 giúp Ly con này. 23 nha cả nhà. 23 giùm em. 23 giùm em. Cho Ly con này là mã số 23 giùm em. Trời màu quá đẹp luôn. Phơm bự lắm nha mọi người. Hàng vải nó đã đẹp rồi mà nó in đều hết nguyên bộ đồ mà nó còn vải đẹp mà còn phơm bự nữa. Rồi cho Ly con này là mã số 23 giùm Ly nha. 23 giùm em con này. Mã số 23 có nhiều không? Rồi, mã 23 giúp em nha. Mã là mã 23. Mã là mã 23 giùm em. Mấy chế hỗ trợ tương tác hay like giùm em. Chịu khó lên giùm em xíu nha mấy chế. Chịu khó lên giùm Ly xíu. Rồi mã 23. Mã 23 giúp Ly con nữa nha cả nhà. Mã số 23. Rồi con này là bộ ngố nè cả nhà. Con này là một cái áo màu đen hình mặt cười. Xong sau đó cái quần ngố của nó là quần màu vàng. Giống cái hình mặt cười luôn giùm em.
nha. 60 62 cân đổ về được hết giùm Ly. Đẹp không? Đẹp không? Rồi, hốt lô này được cả nhà. Mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số 23 giùm em. 24 giùm em. 24 là bộ ngố nha. Bộ ngố cho Ly con đó là mã số 24. Yeah. Bộ ngố đó là mã 24 giùm em. Đồng giá 79.000 hết luôn. Rồi 24 giùm Ly con này, mã 24 giùm em. 24 24 24 24 nha chị em mình. 24 giùm Ly con này. Rồi chốt mã 24 đi cưng ơi. Rồi cho Ly con đây là mã 24 nha cả nhà. 24 giùm Ly. Cỏ đơn mã 24 nha cả nhà. 24 giúp em con này, quá đẹp xịn sò cực kỳ nha mấy chú ơi. Rồi cho Ly con này là mã 24. 24 giùm em. 24 có mấy cái hả Tu? Rồi ok, 24 em có mấy cái. Mã đang mặc hả? Mã đang mặc bộ dài em còn mỗi size vài cái đó mọi người, comment cho Ly con này là mã T8 kèm size. T8 hay size size M và size L. Trời ơi nhức nách lắm. T8 này cái áo nó dài tới công chuyện như vậy nữa cả nhà. Cái áo nó dài tới công chuyện như vậy, chân bông mặt trước và chân bông mặt sau cho chị em mình như thế này. Đẹp xuất sắc luôn mấy chế ơi, thật sự mặc áo dài rất là đẹp luôn. T8 em còn hai size M và L thôi, giá 199 nha. T8 M, T8 L giúp Ly con này nha mọi người. T8 kèm size giúp Ly. Rồi lên T8 em ơi. T8 M, T8 L giúp Ly con này nha. 199 nha. Hai size size M và size L giùm em mã T8 nha mọi người. Mã T8 giùm em con này. Rồi cho Ly con đó là mã T8. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 25 giúp Ly con này. Mã là mã số 25 giúp em. Mã là mã số 25 giùm Ly nha cả nhà. Mã 25. Rồi chốt mã 25 giùm chế đi. Mã 25 có mấy bộ thôi hả? Rồi đây 25 đây. Có một cục thôi. Ủa phải không? Rồi quăng cái đó lên, rút cái đó lưa chị luôn. 25 rút cái đó lưa chị luôn. Hết rồi, hàng Ly, bộ đồ Ly đang mặc hết hàng rồi đó. Em này chốt dự bị thêm hai chị nữa thôi. Em chốt dự bị thêm mỗi size hai chị nữa thôi. Là T8 kèm size á. Bộ đang mặc trên người em hết hàng rồi, hết màu hết tất cả luôn. T8 M, T8 L, em chốt dự bị thêm mỗi size hai chị nữa thôi, là em hết hàng. À, cái T8 này á là eo dưới 72 mang cho Ly size M, eo 75 76 cho Ly size L giùm em nha. Rồi, mã này tiếp tục cho Ly con này là mã số mấy? 26. Mã số 26 giùm em nha mọi người. Đẹp quá. Rồi ok mấy bạn. Đẹp quá à, bé ơi, không bé ơi. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 26 giùm em. Mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số 26 giùm Ly con này. 26 26. Rồi chốt đơn mã 26 đi nè. 26 giùm Ly con này nha mọi người. 26. 26 chốt đơn mã 26. Đẹp lắm. Share livestream mạnh mạnh lên cho Ly nha. 26 26 nha mọi người ơi. Mà là mã 26 giùm Ly, đẹp cực kỳ. Đó. Mã 26 giùm em nha mấy chứ. Mã 26 giùm Ly. Rồi, bà nào thích cái khu cổ trụ nè. Hàng này hàng đỉnh lắm mọi người ơi, hàng đỉnh cực kỳ luôn á. Mà em bán giá này cho mấy chị là không có đâu nha. Rồi mấy chế mã này mấy chế cho Ly con này là mã số 27 nhá. Đúng không cô? Mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 27 giùm em. 27 giùm Ly con này nha mấy chế. Rồi, xe livestream mạnh mạnh lên cho Ly nha. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã số 27 giúp em con này. Mã là mã 27. Rồi, 27 giùm Ly con này nha. 27 27. Đẹp quá tiền ơi. Cổ trụ nha mấy chị. Thằng này không có rẻ tiền đâu mà em bán 7 mấy ngàn em nói thật luôn, rẻ hơn đi ăn tô bún riêu nữa. Rồi, cho Ly con này là mã số 27 giùm em con này nha mọi người. Gấu dâu nè mấy chị ơi. Đó. Rồi cho Ly mã 27 giùm em. 27 nguyên bộ nha mấy chế. Con này là nguyên bộ giùm Ly. Con này là nguyên bộ giùm em ha. Rồi 27 27. Đó, T8 L hết chưa? Mã 27 giúp Ly con này nha cả nhà. Mã là mã số 27 giùm em. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã số 27 giùm Ly con này. Mã 27 27. Quá đẹp tuyệt vời. Tuyệt vời, ông mặt trăng. Rồi cho Ly con này là mã số 27 nha mấy chứ. 27 giùm em. Rồi cho Ly con này là mã 27 nha. Đẹp ha cả nhà. Dễ thương quá à. Rồi cho Ly con này là mã số 27 giùm em con này. Mã là mã 27 giùm em thôi. Mã Ly đang mặc là T8.
Nhưng mà hình như hết size L, còn XL đó mọi người. Mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số 27 nha mấy chế. 27 giùm em con này, 27. Trắng 100 em hết rồi mấy chế. Ok. Mã Ly đang mặc trong người là mã T8 đó mọi người. T8 kèm size ML nha. T8 hay size size M và size L giùm em. Rồi ok mấy chế mình. À, cái này đổi được nha chị. Cái này mấy chế mình comment cho Ly con này là mã số 27 đó mọi người. Mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã 27 nha. 27 giúp Ly con này nha cả nhà. Mã đây mã 27 giùm em. Bộ đồ Ly đang mặc trên người đó là T8 kèm size. Còn gì cưng? Còn 7 cái size M hả? Hết L hả? Còn 7 cái size M đó mọi người ơi. Rồi bộ đồ Ly đang mặc trên người là T8M nha cả nhà. T8M em đi thay bộ mẫu luôn cho mấy chế mình. Đẹp lắm luôn cái áo nè. Chân bông đẹp lắm mọi người ơi. Bộ đồ Ly đang mặc trên người đó là T8M còn M nha cả nhà. T8 Ly còn size M kéo xuống một chế. Rồi mấy tré ơi mấy tré, hỗ trợ tương tác và like giúp em nha mấy tré. Rồi ok cả nhà. Rồi xe live stream giùm em xíu nha mấy bà ơi. Mấy bà ơi à, xe live stream, xe live stream giúp liền xíu nha cả nhà. Rồi ok à, lên nha. Đồng giá 79.000 mấy bộ này cho chị em mình. À, mỗi một chị cho Ly xin một nút xe live stream nha mấy bà ơi. Mỗi mấy bà, một bà cho Ly xin một nút xe live stream nhé. Rồi cho chị mượn cái kéo đi bé ơi. Kéo được đâu rồi. Rồi ok cả nhà. Đồng giá 79.000 hốt dớp được gì hốt nha cả nhà. Hốt được gì hốt đi, tại vì do là em bán lỗ mới nói với anh Trí xong là bán cái này là đủ không đủ chi phí mà trả tiền cho nhân viên luôn á. Tại vì cái lô này á, em về cái lô này á, tự nhiên cái về cái lô này tự nhiên cái bữa hôm là em về cái lô kia hàng rẻ kia em bán 2 bộ 100 đó, cái em đi về cái lô này cái mấy chị nghĩ là đồ này đáng lẽ phải mua 1 bộ 50.000 mới đúng. Tại vì á mọi người, hàng này nó sẽ cao cấp hơn nha cả nhà. Mọi người nhìn cái form nè, cái vải nè, nó cao cấp hơn á đó. Mọi người đừng có so sánh với 2 bộ 100 nha, chắc chắn chung một chủ bán. Cái này em đã không nói với những cái chỗ khác nha, em chỉ nói chỗ của Ly thôi, chung một chủ bán. Thì cái bộ này một bộ 79.000 và cái bộ 2 bộ 100 thì chắc chắn bộ 79.000 nó sẽ cao cấp hơn nha mọi người nhá. Rồi mã này mấy chế mình comment cho Ly con này là mã số 28 giùm em. Mã 28 giùm em có nhiêu đó mọi người ơi. 28 giúp Ly con này. Rồi cho Ly con này là mã số 28 có gì ạ? Rồi 28 giùm em. 79.000 28 vô nha cả nhà ơi. Cái này còn một ít vậy thôi nè, mỗi một mẫu nó còn ít ít vậy thôi, là xe live stream giùm em mạnh mạnh lên nha cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã 28 giùm em. 28 giùm em nha. 28. Bên em Ly sẽ không gọi tên, chị nào nhận được tin nhắn là chị đó có hàng giùm em mã số 28. Rồi cho Ly con này là mã số 29 giùm em. Mã này là mã số 29 giùm em con này nha. 29 giùm Ly. 29 giúp em chữ nè mọi người ơi, cái quần này tơi tái không? Mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 29 giúp Ly con này nha mọi người.
Mã này là mã số 29 giúp em nha cả nhà. Mã là mã 29 giúp Ly. Mã này là mã số 29 giúp em nha. 29. Rồi mã 29 giúp em ha. 28, 29 luôn. Rồi mã này comment cho Ly, con này là mã số 30. 30 này là nó là một cái set ngố nha mọi người ơi. Nó là một set ngố. Rồi cho Ly con này là mã số 30 giùm em. Mã 30 nha mọi người. Mã số 30. Cho Ly con này là mã số 30 giùm em. 30 giùm em. Mã là mã số 30 nha. Mã là mã số 30. Mã là mã số 30 nha. Rồi ok, mã là mã 30 giùm em. Đẹp lắm mọi người ơi, rất là đẹp nha. Đẹp quá, con này là màu xám nha mọi người. Con này nguyên một con là màu xám như vậy nè. Dạ. Rồi cho Ly con này là mã số 31 giùm em con này. Mã 31 nha cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã số 31 giùm em, cổ trụ màu xám nha. Đen phối xám rất đẹp luôn. Mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 30. Mã là mã số 30. Con này là 31 hả? 30 là này. 30 là 31. Rồi mọi người ơi, cái con này mọi người comment cho Ly con này là mã 31 nha. 31 nha. Nhắc lại lần nữa, xám phối cổ trụ là mã 31. Bộ ngố mặt cười là mã 30 nha. Hồi nãy em có báo lộn cho mọi người đó nha. Rồi cho Ly con này là mã số 31 giùm em con này. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã số 31 nha mọi người ơi. 31 giúp em Ly con này. Rồi cho Ly con này là mã 31 nha cả nhà. 31. Rồi cho Ly con này là mã số 31 giùm em. Đẹp quá. Ok mọi người. Rồi mã 31 giúp Ly con này nha cả nhà. Quá đẹp. Tuyệt trần luôn mọi người ơi. Nhớ hỗ trợ tương tác và like, share, live stream dùm em Ly mạnh mẽ lên nha cả nhà. Mạnh mẽ lên. Rồi cho Ly mã số 31 nha mọi người. Mã là mã 31 giùm em con này. Rồi ok. Xám phổi trắng nha mấy chế. Xám của nó là phổi trắng như này. Mã số 31. Mấy chị thương Ly, quý Ly, share, like dùm Ly xíu nha mọi người ơi. Rồi mã 31 cái này lẻ hết cơ. Mã 31 giùm em con này. Mã số 31 giùm Ly nha. Mã số 31 giùm em. Mã 31. 31 giùm Ly cái này chẳng. 31 giùm em nha. Mã số 31 giùm Ly. Mã số 31 giùm em nha. 31. Đẹp không? Hàng cao cấp cực kỳ luôn mấy chế ơi. Nha, lâu lâu mua mấy bộ này mua mặc cho nó sướng rồi người. Con này là gấu nè. Con này gấu màu của nó là màu xám đậm nha. Đẹp không? Cái form này mọi người. Form mặc rất là đã luôn cả nhà. Rồi mã này mấy chế mình comment cho Ly con này là mã số 32. 32 giùm Ly con này nha mọi người. 51 bao nhiêu cái? 58. Rồi ok mấy chế mình. Rồi cho chị cái 31 đi. Em like hai mã cùng lúc nha. 31 là cái cổ trụ xám phối, còn 32 là hình con gấu. Rồi vậy đi ha. Rồi con này là mã 31 nha cả nhà. Con này là mã số 31. Con này là mã số 31 đồng giá đó mọi người ơi. Lô này mọi người mua rất là lợi luôn á cả nhà. Lô này mấy chế mua rất là lợi. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 31 nha. 31 là xám phối. 31 là sắm phối này nha cả nhà. 31 là sắm phối em chốt cùng một lúc hai mẫu nha. Rồi 32 là gấu ha. 32 là gấu giùm em. 32 là gấu giùm em. 32 cho Ly con đó là gấu. Gấu là mã 32. Rồi ok mọi người. Rồi ok. Đẹp quá. Hàng đẹp đẹp không à mọi người ơi. Rất là đẹp luôn á mọi người. Rồi chịu khó giùm Ly xíu nha mọi người ơi. Chịu khó giùm em một chút xíu nha cả nhà ơi. Rồi ok cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã số 32 có mấy cái? 16 cái. Rồi mã này comment cho Ly con này là mã số 33 giùm em lên Ly con này. Mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số 33 nha cả nhà. Đẹp quá. Rồi cho Ly con này là mã số 33 chốt em ơi. 33 giùm em con này. Lên giúp Ly con này là mã số 33 nha mọi người ơi. 33 giúp em. Đẹp quá con gấu mọi người ơi. Share like riêng giùm em nha. Đó. Rồi cho Ly con này là mã số 33 giùm Ly nhé. Mã là mã 33 giùm em. Mã này mọi người comment cho Ly mã số 33 nhé. 33 giúp Ly con này. Mã 33. Đẹp quá mọi người ơi. 70 mấy ngàn nữa mọi người. 33 giùm Ly con này. Mã số 33 nhé. 33 giùm em nha. 33 giùm Ly con đó nha. Em Ly có một cái áo đá như vậy nè mọi người. Cái áo đá này cực kỳ đẹp. Chữ Miu Miu. Đính đá Miu Miu nha mọi người. Đính đá chữ Miu Miu nha. Rồi ok, hàng cao cấp á, comment mã 34. Comment cho Ly con này là mã 34 nhé. Cái con 34 này mọi người thích mặc đóng thùng cũng đẹp, mặc bỏ áo ngoài cũng đẹp luôn mọi người ạ. Rồi cho Ly con này là mã số 34 giùm em. 34. Rồi cho chị cái quần jean đi, chị mặc mã 34 này vô cho khách coi đi. Rồi cho Ly con này là mã 34 nhé cả nhà.
34 giúp ly con này nha mọi người ơi. 34 giùm em con này. Mã 34 nha cả nhà. Mã 34 đâu? Có quần viên sọt của chị hồi nãy mới nãy á. Rồi 34 giùm em. Rồi hình như trong đó nè bé. 34 nha mấy chế ơi. Đẹp lắm luôn. Con này là form giấu quần nha mọi người. Con này là form giấu quần như vậy nè. Rồi cho ly con này là mã 34 nha. 34 giùm em. Tư là cáo đá đẹp lắm. Rồi ok cả nhà. Dễ thương không? Mặc đóng thùng mặc bỏ áo ngoài gì cũng đẹp hết trơn, thích lắm luôn á mọi người. Em thích cái gu này lắm luôn, áo đính đá giùm ly. Mã này mọi người comment cho ly mã 34 nha cả nhà. Mã này mấy chế comment cho ly con này là mã 34. 34 lên đơn mã 34. Đẹp quá. Tính đá rất là đẹp luôn mọi người. Rồi 34 chốt đi lên. Có một màu trắng con này mấy chị mặc giấu quần cũng được, đóng thùng cũng được giùm em nha. Rồi cho ly con này là mã 34 giùm em. Mã là mã 34 giùm ly con này nha cả nhà, đẹp không? Xuất sắc cực kỳ mấy chế ơi. Đẹp lắm luôn á mọi người ơi. Rồi cho ly con này là mã số 34 giùm em con này. Mã là mã 34 giúp em. Mã 34 nha mọi người ơi, mã 34. Trời đất ơi. Hàng nó đẹp như vậy sao? 34 có 10 bộ cái gì thôi nè mọi người ơi. Rồi xe livestream dùng liên cái nha cả nhà. Rồi mạnh tay chia sẻ giùm em cái nha mọi người ơi. Bán tất tần tật đồng giá cho mấy chị ngày hôm nay luôn nha. Rồi cho ly con này là mã số 34. Cái áo ly đang mặc trên người là mã số 34. Áo với ly đang mặc trên người là mã 34 giúp em nha cả nhà. Mã 34 giùm mấy ly con này. Quá xuất sắc. Con bà 7. Rồi 34 chúc đơn 34 nha. Rồi con này là một cái con chuột Mickey đồng giá luôn cho anh Chí dễ bấm để ổng bấm cho nó lẹ mấy chị ơi. Bởi vì em thích dạo này em không thích lên hạt bán hàng thiết kế là vậy đó. Bán hàng thiết kế eo ơi nó lời ít mà nó ra số lượng tôi nói nó chậm. Bán hàng sale ngon hơn mọi người ha. Rồi cho ly con này là mã số 30 mấy. 35 giùm em con này, 79 canh đồng giá cho chị em mình. Rồi chốt vào 35 đi. 35 giùm em con này. 35 mấy cái. 35 em có 10 cái rồi mấy chứ ơi. 35 đi có 10 cái. Trời ơi, nó đẹp mấy chứ ơi. Thiệt sự luôn, cầm 7 mấy ngàn mua bộ đồ. Nãy mới nói Chí xong Chí kêu dẹp mai mốt bán bộ đồ lời có 2-3 ngàn bộ. Rồi cho ly con này là mã số 36 giùm em. 36 nha mọi người, đá xanh. Ui ui, bộ đồ nó đẹp mọi người ơi, phân bổ nha. Rồi cho ly con này 36. Cho ly con này là mã số 36 giùm em con này. Rồi chốt 36 giùm Chí nè. 36 giùm em. Giả tất tần tật đồng giả cho mấy chế ngày hôm nay nhé. Mấy chị thương ly quý ly xe tay mạnh, xe like mạnh tay lên giùm em nha. Rồi mọi người comment cho ly con này là mã số 36 nha. 36. Ủa bé Tiền ơi, máy của em có thấy cái bài ghim không bé Tiền? Có thấy bài ghim không giờ? Thấy không cường? À thấy đây đây. Rồi cho ly con này là mã số 36 nha mọi người. 36 đẹp xuất sắc luôn mấy chế ơi. Hôm nay gom đi mấy bà ơi, mỗi một bà mấy bộ đi ha. Rồi xe livestream giùm em. Mã này mấy chế comment cho ly con này là mã số 36 nha mọi người. Mã 36 giùm em con này. Đỉnh của chớp thôi mấy chế ơi nha. Rồi 36. Rồi 35 em hết hàng. 36 cái này phải nhanh. Tại vì mọi người biết sao không, một bộ đồ ngày xưa mấy cái bộ này toàn em bán 89.99 ngàn không á. Mấy bộ này hồi trước em bán 89.99 ngàn không á. Rồi mã này mọi người comment cho ly con này là mã 36 giùm em. 36 giùm ly con này nha. Cho ly con đó là mã 36. 36 giùm ly nha. Rồi con này có hàng em biết rồi. Đây có 15 cái nè. Rồi cho ly con này là mã số 37. 37 giùm ly con này. Trời ơi nó đẹp mọi người ơi. Rồi cho ly con này là mã số 37 giúp em. Mã 37 nha. Cái quần này đẹp nhất nách luôn cả nha. Rồi cho ly con này là mã số 37 giùm em. 37. Rồi chốt mã 37 đi nè. 37 giùm em con này. Đẹp quá. Có mấy bộ à. Cả nha. Dễ thương ha. Rồi chốt đây con này là mã số 37 giùm em con này. Mã 37 giùm em. 37 giùm em. 37 giùm ly con này nha. 37 giúp ly nha. Rồi ok. Ly có một bộ này nè, kệ đi. Bán cho mấy chị giá này là ta nói là lỗ luôn á cả nhà. Đẹp lắm luôn á.
Rồi cho Ly con này là mã số 38 ha, 38. Vải đẹp lắm mọi người. Vải cực kỳ đẹp luôn, họa tiết của nó là chân bông chân ơ nè cả nhà, nguyên bộ pyjama bán luôn bằng giá luôn. Rồi cho Ly con này là mã số 38 nhé. 38 giùm Ly con này. Rồi chốt mã 38 đi cưng ơi. Rồi lên cho chế mã số 38 giùm em. Rồi bán bằng giá luôn. Mã 38 đi cưng. Rồi cho Ly con này là mã số 38 nha cả nhà. Lên. Con này là pyjama nhá, đẹp xuất sắc. Nguyên bộ vải không tê em không lấy tiền. Mã số 38 giùm em con này. Mã là mã 38 giúp Ly nha. Mã là mã 38. Đẹp quá cả nhà ơi. Rồi cho Ly con này là mã số 38 nha mấy chú ơi. 38 38 giùm em ha. Rồi, ok, mã 38. Lên. Đẹp quá trời đẹp luôn á, cái họa tiết đẹp sang dữ dằn luôn á. Rồi cho Ly con đó là mã số 38 nha. Rồi lên mã 38. Hàng này không có rẻ đâu mấy chị, hàng này mấy chị biết rồi, đi mua bên ngoài không có rẻ đâu nha. Ly bán cho chị em mình như vậy là ta nói tới công chuyện này. Tới công chuyện nha mọi người nhé. Rồi cho Ly con này là mã số 38 giùm em con này. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã số 38. Mạnh tay chia sẻ lên giùm Ly nha mọi người ơi. 38 giùm em. Mã số 38 giùm Ly nha. Mã là mã 38. Ý, em quên. Hồi nãy tự nhiên cái bộ mặt like mà em quên like luôn nè mấy chị. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 39 nha. 39 tất tần tật xả khoai chị em mình. Rồi cho Ly con này là mã số 39 giùm em con này. Bộ hồi nãy Ly mặc mà Ly quên like luôn. Rồi 39 nha. Con này là mã số 39 giùm em. 39 giùm em con này có. 39. Có số lượng. 39 giùm em giống nhau. Từ đầu like tới cuối like nãy giờ. Rồi 39 giùm em con này nha. Lỗ SML luôn. Rồi cho Ly con này là mã số 39 giùm em con này nha mọi người. 39 39 giùm em. 39. Đẹp quá, cái bộ Ly mặc hồi nãy mà tự nhiên tôi quên, tôi bị khùng ấy mà. Tôi bị gì á, dạo này hay bị gì á. Quên luôn. Rồi cho Ly con này là mã số 39 giùm Ly con này. Mã là mã 39 nha mấy chứ. Mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 39 giùm em. 39 giùm Ly nha. 39 giùm em. Trời đất ơi, con này nó đẹp mọi người ơi. Con này nó đẹp. Đẹp quá mấy chị. Đẹp không? Ha. Rồi cho Ly con này là mã số 40 giùm em con này. Mã là mã 40 giùm em. Mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 40 nha cả nhà nhá. Rồi cho Ly con này là mã số 40 giùm em. Đẹp ha. ABC. ABC con này là màu đen nha mọi người, nguyên set mã 40 giùm em. Mã là mã số 40 giùm Ly con này. Ly tiền. Đó, rắc đầu có tiền. Rồi cho Ly con này là mã số 40 giùm Ly nha cả nhà. Mã là mã 40 giùm em. Quá xuất sắc luôn mấy chế ơi. Đẹp ha. Rồi cho Ly con này là mã số 40 giùm em. Mã là mã số 40 giùm Ly nha. Mã 40 giùm Ly nha. 40. Đẹp quá, ABC hả cưng. Đẹp dễ thương không? Rồi, bộ này là bộ ngố nè mấy chị. Bộ ngố dễ thương cực kỳ nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Cái quần của nó là đi chữ nha. Rồi cái chỗ đây nè. Đẹp hả? Rồi cho đây con này là mã 41 giùm em luôn con này. Rồi mã 41 nha cả nhà. Đẹp xuất sắc con 37 nha cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã 41 giùm em con này. 41 cái đó ngẫu nhiên hả cưng? Ngẫu nhiên qua đây chị like luôn. Rồi cho Ly con này đó mã 41 này mọi người. 41 giùm em nha. Quá đẹp luôn mấy ché. Rồi 41 con này là set ngố nha mọi người ơi. Đẹp lắm. 41. Rồi lên đơn mã 41 nha. 41. Đẹp xuất sắc. Tuyệt vời ông mặt trăng. Rồi cho Ly con này là mã 44 giùm em. 41 có nhiêu cái vậy? Rồi 41 giùm em ha cả nhà. Rồi cho Ly con đó là mã 41 giùm Ly con này. Mã là mã 41 giùm em. Em Ly có mấy cái áo 3D này nè, đi xe cho chị em mình nha. Một cái 39.000 đi. Mấy áo 3D nha. Một cái như vậy 39.000. Mấy chị lấy ngẫu nhiên màu giùm em. Tại vì nó hết hàng rồi đó mọi người. Con này nó hết hàng rồi. Mà mình lấy ngẫu nhiên màu giùm em nha. Áo 3D. Cho Ly con này là mã 3D giùm em con này. Giá của nó là 39.000 không chọn màu. Rồi 39.000 cho Ly mã 3D giúp em. Hàng đẹp cực kỳ. Cực kỳ đẹp luôn. 3D giùm em có nhiêu đây ha? Nó có báo số lượng không hay là có nhiêu đó thôi? Rồi cho Ly con này là mã 3D giùm em con này nha. Mã là mã 3D giúp em. 39.000 mã 3D giúp em. Trời đất ơi, đẹp quá mọi người ơi. Rồi cho Ly con này là mã 3D giúp Ly con này nha cả nhà. 39.000 mã 3D giùm em. Đẹp không? 39.000 mã 3D nha. 3D bé này về đây. Rồi 3D giúp Ly nha. 39.000 mã 3D nha. Comment mã 3D. Ôi ôi, nếu mà không đủ số lượng thì mỗi chị chia nhau mỗi người một cái nha. Rồi cho Ly con đó là mã 3D giùm em con này. 39.000 bán lỗ bán đắt lắm mày ơi. Bán đổ lỗ cái bán đắt dữ lắm.
Rồi, chơi lên con này là mã 39 nha. Ồ, 3D. Mã 3D giúp em nha. 39.000 mã số 3D giùm em. Mã là mã 3D giùm Ly. 39k mã 3D. Được cái ly nước giùm em anh. Cái gì ta nói ủa uống bằng nó khác hoài. Rồi cho Ly con này là mã 3D giùm em con này nha mọi người. 3D giùm em, không chọn màu giùm Ly, giá 39.000 mã 3D. 39.000 mã 3D giúp em con này. Đẹp quá mọi người ơi, rất là đẹp luôn ấy chứ. Rồi cho Ly con đó là mã 3D nha mọi người ơi. Share livestream mạnh mạnh lên cho em. Mã 3D nha, 39.000 mã 3D giùm em. 39k mã 3D. Nó đẹp nọng nảy con bà bảy luôn ấy chứ ơi. 3D giùm em, 39.000. Mình không chọn màu nhưng mà màu nào cũng đẹp mấy chị, màu nào về phối quần jean cũng đẹp. Màu nào về phối cũng đẹp cho Ly nha. Màu nào về phối cũng đẹp. Rồi cho Ly con này là mã 3D giúp em con này. Đẹp xuất sắc luôn mấy chá. Quá đẹp tuyệt vời. Rồi cho Ly mã 3D nha mọi người. Mã 3D giúp em con này. 39.000 không chọn màu mã 3D. Đẹp ha. Xuất sắc chưa. Bả trái bùi chét luôn mọi người ơi. Bả trái bả trái. Rồi cho Ly con đó là mã 3D giúp em. Đẹp lắm luôn á. Đẹp cực kỳ đẹp. 3D nha mọi người ơi. 39.000 mã 3D. Đó, dọn kho nhanh lẹ cho mấy bà luôn. Dọn kho lên nhanh lẹ. Xúc tác, gọn gàng xúc tác. Gọn gàng xúc tác, nói gì nữa. Mà lỗ lòi le. Mà thật sự ra mà nói, một tháng em Ly mới xả lỗ một lần á. Một tháng á, bữa giờ chắc cũng cỡ cả tháng rồi đó. Mới xả lỗ một lần, tại vì không phải là lỗ gì. Mình cũng mấy ngày kia mình cũng đã có tiền lời rồi. Thì hôm nay em Ly có lụng dụng á. Mấy cái hàng lẻ, hàng đồ á. Cái em gom lại một like một, cái em xả vậy nha. Rồi, ok mấy chị. Rồi. À, 3D nha. 3D là cái áo 39.000 ở này em xả cho mấy chị nè. Cái này không có hàng đâu. Bà sĩ tự nhiên cái xin ứng lên cái thôi em ơi hàng này chị vận chuyển ra nước ngoài không được. Xong rồi em xả giùm chị nha. Rồi xong có hôn luôn. Xả 200 cái. Xả ra 200 cái rồi cuối cùng là 200 cái của bả là ế tới giờ. Em xả luôn, em bán cho chị em mình con này 69.000. Áo su dẻo nha mấy chị. Mấy chị nào bữa giờ ai nhận được cái áo này lên like cũng khen hết trơn. Chị nào nhận cái áo này rồi lên like cũng khen hết. Cái áo này là chất của nó là chất su dẻo, mút là mút mỏng vừa. Nó không phải là mút dày nha mọi người. Mặc á, cái chế độ dễ chịu của nó là ưu tiên. Chế độ dễ chịu của nó là ưu tiên nha mọi người nhá. Rồi con này nó có 4 màu thông dụng nhất cho chị em mình. Màu nu, màu da, màu trắng và màu đen. 4 màu thông dụng, mình không chọn màu. Ly bán 69.000 cho chị em mình. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là V34, V36 hoặc V38. V34, V36 hoặc V38 giúp Ly con này. Giá của nó là 69.000 một cái áo su dẻo như thế này cho chị em mình. V34, V36, V38 giùm em nha cả nhà ha. Rồi ok cả nhà. Con này yên tâm, chị nào mà form to to mấy chị vẫn được giùm em giảng nè. Rất là giảng luôn nha mọi người nhá. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là V34, V36 hoặc V38 giùm Ly. Mền có không? Dạ mền hả? Mền em còn hình như còn mười mấy cái để em lên cho. 1.000 bữa hôm bán cả 1.000 mấy cái mền hả? Mà còn có mười mấy cái ở đây. Rồi V34 kèm size không chọn màu 69 nha. Nha. Rồi V34 kèm size không chọn màu giùm em. V34, V36, V38 đó là cái size 4 màu. Yên tâm, em Ly mà nếu mà có cái màu mà khó mặc em Ly sẽ không có nhập về đâu, màu dễ mặc không à. Đó. 4 màu dễ mặc cực kỳ, su dẻo giùm em. Su dẻo giùm Ly. V34, V36 hoặc V38 giùm em, giá 69 cành vai giùm em Ly con này. 69 cành V kèm say nhé mọi người. V kèm say giùm em con này, nó có 4 màu, đen, trắng, nu da. Đen trắng nu da giùm em nha. V34, V36, V38 giùm em. Cái đó chắc bán ngẫu nhiên màu đi tiền ơi. Còn nhiêu chị bán ngẫu nhiên màu đi. Rồi V34, V36, V38 giùm em nha. Giá 69.000. 69 ngàn. Vô hút xả kho đi mấy chị ơi. Một tháng em mới like hàng xả kho một lần á. Một tháng mới Ly mới like một lần hàng xả kho nên là cố gắng lên nha. Cố gắng lên giùm em. Rồi cho Ly con này là V34, V36, V38. 69 ngàn con này. Không chọn màu mấy chị ơi. Không có chọn màu nhưng mà yên tâm, không có 4 màu đây nè. Nè 4 màu đây nè mọi người. 2 màu em cầm và 2 màu trong bao nè. Dễ mặc lắm yên tâm. Đúng có đúng 4 màu này thôi. Có đúng 4 màu này thôi nha. V34, V36, V38. Con này mấy chị mà đi làm công việc rồi đó. Mấy chị đi làm nguyên ngày, làm văn phòng hay là làm công nhân gì đó, đi làm nguyên ngày mặc cái áo ngực này em nói thật luôn, không có mệt nha mọi người.
chất nó rất là đã luôn, su dẻo, chắc là chất su dẻo. V34, V36, V38 giá 69 cành, lên đơn. Rồi, ok mấy chế mình. Sáu mươi mấy ngàn cái, dạ có mền. Em mền thì em còn mười mấy cái thôi. Chút xíu em bán ngẫu nhiên màu cho mấy chị cho. Em bán ngẫu nhiên màu để cho mấy bà kèm đơn thôi. Rẻ ơi là rẻ, em bán giá bằng giá đi nhập vô cho. Nha. Rồi, cho lấy con này là V34, V36, V38. Nhìn cái chất su dẻo của nó nè. Mặt hơi bị sướng luôn, mặt hơi bị phê nha mọi người. Hơi tê tái nha mọi người ơi. Hơi tê tái nha, hơi tê tái nha. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là V34, V36 hoặc V38 dùm em. Dạ mền hết hàng rồi Nam Phương ơi. Cái gì? Lấy sỉ. Sỉ không còn hàng á. Không còn. V34, V36, V38 dùm em con này nha. Nó có 4 màu nè. À, màu yên tâm là 4 màu này nó dễ xài dữ lắm luôn. Giá 69 ngàn con này rồi. Chịu khó giùm liên xíu nha. Dạ hết rồi, thiết kế em hết luôn, không còn cái gì luôn. Hôm nay là giờ này là Ly dọn kho, em bán cho mấy chị giá bằng giá Ly nhập vô luôn á. Tại vì một tháng em Ly mới like vậy một lần. Rồi, ok, V34, V36 và V38 giùm em giá 69 ngàn con này nha. Bữa hôm em bán 79 ngàn á, làm em Ly lời được 10 ngàn cái á, hàng này. Bữa nay em bán cho cả nhà mình 69 ngàn cho chị em mình nha. Tại vì nó hết rồi, nó còn lẻ vậy thôi. Rồi, cho Ly con này là V34, V36, V38 giá 69 ngàn một cái giùm em. Giá 69 ngàn con không biết còn. Đồ đủ. Hình như cái bao ở trên nó còn ít gì thôi à. Rồi, ok. Giá 69 ngàn mọi người ơi. 69 cành. Chịu khó giùm em xíu nha mấy bà. Mấy bà chịu khó giùm mấy liên xíu nha. V34, V36 và V38. Chị nào chưa nhận được tin nhắn tiếp tục comment giùm em nha. 69 cành đó mấy chế ơi. Dạ chịu khó giùm em xíu nha. Phạm Diệu không chọn màu à. Mấy chế hết sức là chịu khó giùm ly xíu nha. V34, V36 hoặc V38 giùm em con này giá 69 ngàn. 69 ngàn một cái, su dẻo nha mấy chị ơi. À, mút của nó là mút mỏng á, mỏng vừa đó. Êm lắm. Mặt thoải mái nó cực kỳ. Chị nào mà thích theo cái kiểu mà thoải mái á, thoải mái dễ chịu nên chọn con này, nó không có rộng nha. Bên trong của nó nè. Nó không có rộng nha mọi người, con này nó không có rộng, mặt vô cùng dễ chịu luôn. Mặt vô cùng dễ chịu. Giá 69.000 con này. Rồi, chị nào có lấy thêm thì bấm thêm giùm em nha, vào kiểm tra tin nhắn giùm em. V34, V36, V38 giùm Ly. Rồi, con này nha. Trời, 6 mấy ngàn quá đã luôn á mọi người ơi. Nha. Đó, con này là khỏi nói nữa. Con này cho Ly con này là mã số mấy? Mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số 45 giùm em nha. 45 giúp Ly con này. Đẹp quá mấy chế ơi, mã 45 nha. Quá đẹp luôn. Rồi cho Ly con này là mã số 45 mấy chế ơi. 45 giùm em con này. Đẹp xuất sắc, cực kỳ xuất sắc luôn mọi người ơi. Rồi cho Ly 45 nha, nguyên bộ nha mọi người ơi. 79 cành mã 45 giùm em. Rồi ok mấy chế mình. Rồi ok. Ok cảm ơn Thi. Chị Ri ra nhiều mẫu set thiết kế đi. Em là thích set thiết kế bên chị thôi. À, mua đâu cũng không ưng, vừa rẻ lại vừa đẹp. Cảm ơn Thi rất nhiều. Nhưng mà thật sự ra mà nói á, thì theo tình hình đó mọi người. Theo tình hình chứ không phải tình hình chung. Chứ không phải vì một người khách mà Ly không làm hàng thiết kế hay là Ly bỏ hàng thiết kế, không có, Ly vẫn làm lai rai theo cái nhu cầu của khách. Thí dụ Ly thấy cái đợt này Ly thấy là mấy chị thích hàng thiết kế nhiều, em Ly sẽ cho may thiết kế nhiều. Đợt này mấy chị thích hàng thiết kế ít thì em Ly sẽ cho may ít lại. Đó, nó tùy thuộc vào khách. Rồi, mã này mọi người comment cho Ly con này là mã 45 giùm em. Mã 45. Nên là mọi người gắng cố gắng, em Ly sẽ xây tour xây vòng cho chị em mình. 49. Tại vì Ly lợi ít lắm mọi người, Ly phải căn đo đong đếm kỹ lắm luôn. Ly phải căn đo đong đếm rất kỹ tại vì Ly lời rất là ít. Chẳng hạn như hàng thiết kế, tại vì sao Ly không dám lên ào lời ít quá mọi người. Mà lên ào lỡ mọi người không thích một cái là em lỗ thấy mộ luôn á. Rồi cho Ly con này là mã số mấy chị quên rồi. 45. Khách comment 45. Rồi cho Ly con này là mã 45 nha mọi người. Mã này mã 45 giùm em. Mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số 45. Dạ, mã số 45 giùm em. Rồi cho Ly con này là mã số 45 nha mấy chế. Mã 45 giùm Ly con này. Mã này mấy chế cho Ly con đó là mã số 45 giùm em nha. Mã là mã 45 giùm em.
Mà là mã 45 giùm Ly nha. Mã 45 giúp em ha. Mã 45 cho Ly nha. Mã 45. Rồi, ok mấy chế mình. Mền Dương Yến Phượng không chọn màu nha Dương Yến Phượng. Mền em còn có tích tích gì nè. Không chọn màu nha. Bữa hôm bán nhiêu vậy bé? Rồi. Vừa nhận áo len đẹp lắm Ly. Em cảm ơn 169.000 đúng không? Bây giờ cái này mọi người ơi, bây giờ khỏi chọn màu. Ngẫu nhiên chứ giờ sao lại nổi. Giờ còn mấy mấy cái rồi, thôi kệ đi. Bán cho khách giá vốn luôn nè. 150.000 nha. 150.000 nha, còn mười mấy cái rồi. Chị nào ok chốt được thì chốt giùm em. Tại vì hàng này là hàng cao cấp á. Hàng này là hàng cao cấp không phải hàng rẻ đâu. Đẹp lắm luôn. 2m x 2m3 nha. Comment cho Ly con này là mã mền nha. Comment cho Ly mã mền vậy thôi. 150.000. Cái này là hết rồi mọi người. Vừa có họa tiết vừa có màu giùm em. Mà màu nó sang lắm không chị ạ. Màu rất là sang nè. Rồi cho Ly mã mền 150 cành. 150k 2m x 2m2 hàng cao cấp hàng xịn nha mấy chị. Mền giùm em 150 cành. 150 cành. Rồi cho Ly con này là mã mền 2m x 2m2. Đây để lên cho chắc. Mã mền giùm em nha mọi người. 2m x 2m2 giá 150. Có mười mấy cái thôi mọi người ơi. 13 cái hả? Thấy để đây số lượng 13 cái nè. Màu nào sang lắm. Bữa hôm em lay lay đó, không có màu nào xấu hết trơn, hàng xịn lắm. Hàng xịn sò như vậy rồi mấy bà. Hết luôn. Mấy hết luôn. Rồi. Ok cả nhà. Có khách quen không vậy má? Chắc không mình nào hỏi. Tổng triệu à. Quang quang từ từ nha. Từ từ. Bánh còn 100 cái. Từ từ anh đợi em xíu đi. Hỏi chị Ngọc Phương lấy nhiêu. Đúng rồi, ngẫu nhiên vậy chứ. Đợi em xíu nha mấy chị. Đẹp dữ lắm không mọi người ơi. Nói nghe nè, cái mền á, bữa bển còn 100 nào không? Hết rồi không? Rồi, ok. Chưa? Đang chiến rồi. Hết rồi. Rồi mời em hết hàng rồi. Mời hết hàng rồi mọi người ơi. Chia tay rồi. Chia tay trong cơn mơ. Rồi, mền hết hàng rồi nha mấy chứ ơi. Rồi tiếp tục lên. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số mấy? Đẹp ha. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 46 giùm em con này nha mọi người. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã 46 giúp Ly con này. Đẹp xuất sắc mọi người ơi. Bảy mấy ngàn đó mấy bà. Rồi cho Ly con này là mã số 46 nha mọi người ơi. Mã số 46 giùm em. 46 cái 79. Rồi cho Ly con này là mã 46 giùm Ly nha cả nhà. Chị thông cảm cho mình hết hàng rồi mấy chị thông cảm. Thông cảm giùm em mình hết hàng rồi. Nó về ít lắm, về có mấy cái. Rồi cho Ly con này là mã 46 giùm Ly con này nha. Mã 46 giùm em. Rồi lên 46 nữa cả nhà. Mền em hết hàng rồi. 6 gọi Hàng Phương có 30 cái mền lấy hết không? Nếu mà không hết thì nhả xuống đây bán. Dạ. 30 cái à? Rồi cho Ly con này là mã 46 giùm em con này. Lên giúp Ly con này là mã 46 giùm em nha. 79.000 cho Ly con này là mã 46 giùm Ly con này. Đẹp quá mọi người ơi. Rồi cho Ly con này là mã 46 giúp Ly nha cả nhà. Mã là mã 46 giùm em con này. Mã 46 nha cả nhà. Đẹp quá mọi người. Rồi giúp Ly con này là mã 46 nha mấy chứ. Chịu khó giùm em xíu. Xe live stream giùm em xíu nha mấy bà ơi. Rồi 46 giùm em nha. Mã 46 giùm Ly. Mã là mã 46 giúp em nha. Mã 46 giùm Ly con đó. Rồi ok mấy bà mình. 46 giúp em nha. 46. Từng ơi. Rồi 46 giùm Ly. Mã là mã 46 giùm Ly nha. Đó. Đẹp quá mọi người ơi. Con này là mã 47 nè mấy chứ. Xe live stream giùm em nha. Đồng giá 79 ngàn nữa cả nha. Rồi cho Ly con này là mã 47 nha. Đẹp không? Đẹp không? Cái chất rất là đẹp luôn. Mã này mấy chế comment cho Ly con này. Cho chị chọn màu em không có chốt được cái chị Phạm gì. Rồi cho Ly con này là mã 47 nha. 47 giùm em con này. 47 có 2 cái nha mọi người. 47 Ly có 2 con nha. Rồi cho Ly con đó là mã 47. Không chọn màu thì em chốt em chị Phạm gì. 47 giùm em mã 47. Rồi cho Ly con này là mã số 48 giùm Ly nha. Mã 48 giùm em ha. Đẹp ha. Rồi cho Ly con này là mã 48. Con này là một dạng như đó, nó là một cái áo khoác len đó mọi người. Rồi cho Ly 48 nha. 48 có mấy cái chốt rồi. Rồi cho Ly mã số 48 giùm em con này. Mã 48 giúp Ly. Mã 48 giùm em ha. Mã 48.
48 giúp Ly con đó nha. Mã 48. Rồi 48. Rồi cho con này là mã 49 nè. 49 giùm em con này, nó đẹp chưa? 49 mọi người ơi, nhanh tay nhanh tay. Sẽ live stream giùm em. Rồi cho Ly con này là mã số 49 giùm em. Mã 49 giùm Ly nha. Mã là mã 49 giùm em. Mã 49 giúp Ly. Mã 49. Rồi ok cả nha, mã 49 giùm em. Rồi, cho Ly con này là mã số 50. Mã 50 nha. Rồi cho Ly con này là mã số 50 nha mọi người. Mã 50 nó có hàng này nó còn lẻ lẻ lẻ, em sổ cho nó gọn nhà luôn các mọi người. Em sổ cho Ly cho nó gọn nhà. Rồi cho Ly con này là mã số 50 nha cả nhà. Đúng không cưng? Mã 50 giùm em con này. Rồi 50 50, lên đơn mã 50 nha mọi người. Mã 50 giúp em, mã là mã số 50. Mã là mã 50 giùm Ly nha. Mã là mã 50 giúp em. Mã 50. Đẹp không? Nó lẻ lẻ mấy cái em sổ cho nó gọn nhà đó mọi người ơi. Nha. Rồi, cho Ly con này là mã số 51 nè. 51 giùm Ly nha, 51. Rồi. 50 là màu tím. Ố quên. Rồi con này là 51 giùm chế nè. 51 51. 51 có 5 cái mã số 51 nha. Đó, mấy cái này là vốn em cao lắm luôn á mọi người nha. Vốn em cực kỳ cao. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 40. Ờ quên rồi, mã gì quên rồi. 52. Rồi cho Ly con này là mã số 52 nha mấy chế. Mã này mấy chế cho Ly con này là mã 52 giùm Ly con này. Rồi cho Ly con này là mã 52 nha cả nhà ơi. 52 giùm Ly là Ly có đơn mà số 52 nha mấy chế. Rồi ok, mã 52 giùm em. Rồi chốt 52 giùm em. 52 giùm em con này. 52. Rồi chốt 52 đi cưng. 52. Xe live stream giùm đến Ly chút xíu nha. Mã 52 giùm em nha. Mà là mã 52. Rồi cho Ly con này là mã số 53. 53 giúp em con này. Giá nhiêu? À lộn, cái gì? Cái gì? 52 53. 5 cái, 53 7 cái. Màu xám này là 53 nha mọi người. Màu này là mã 53. Đẹp lắm luôn á mọi người ơi. Rồi cho Ly con này là mã số 53 giúp em con này nha cả nhà. Mã là mã 53 giùm Ly. Mã 53 giùm em ha. Mã là mã 53 giùm em. Rồi cho Ly con này là mã số 53 nha mọi người. Mã là mã 53 giùm em. Đẹp lắm mọi người ơi. Rồi 53 giùm Ly nha. 53. Ờ ủa, cái bộ cổ trụ á bé. Quăng bộ cổ trụ ơi, chị like bộ cổ trụ cho hết. Rồi. Đẹp lắm luôn á mọi người. Con này. Cái bộ cổ trụ này bây giờ em like trước màu này nha. Con này á là cái quần nó màu đen nè, cổ trụ nè mấy chị, còn mấy cái á. Rồi mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số mấy bé ơi. Comment cho Ly con này mã số 54 giùm em con này nhá. Mã này mấy chế comment cho Ly mã số 54. 54 màu xám nha bé ơi. Xám nha, không phải trắng đâu. Xám xám. Rồi cho Ly con này là mã số 54 giúp em con này, 54 nha mấy chị. 54 54. Ok cả nhà. Rồi, bấm 54 đi em ơi. Có. Rồi 54 giùm em. Đẹp ngắt ngay luôn á mọi người ơi, bộ này. Rồi cho Ly con này là mã số 54 giùm Ly nha. Quá đẹp tuyệt vời luôn mọi người ơi nha. Rồi cho Ly con này là mã số 54. Đẹp tuyệt trần luôn mọi người ơi nha. 54 giùm Ly con này nha cả nhà. Quá xuất sắc luôn mấy chứ. 54 giúp em nha. Quá đẹp. Tuyệt vời, ông mặc ra. Rồi 54 nhá. Ok là mã 54. 54 giúp Ly con này. Kim Phụng Trừng đặt hàng lên số điện thoại nè. Rồi, cho Ly con này là mã số 54. 54 với Ly có 25 con thôi cả nha. Rồi 54 giùm em ha. Rồi cho chị màu hồng luôn. Màu hồng là mã mấy? 27 giùm em. Màu hồng này là mã số 27 giùm Ly nha. Màu hồng này cho Ly con này là mã số 27 giúp em. Màu hồng này là mã số 27 giùm Ly con này nha. 27 cái quần nó thôi ta. Quần nó màu đen đúng không? Rồi cho Ly con này là mã số 27. Quần màu đen luôn á mọi người. Cho Ly con này là mã số 27 giùm em con này. Con này là mã 27 giúp Ly nha. Rồi cho Ly con này là mã 27 nha mọi người. 27 giùm em. Đẹp quá. Rồi cho Ly con này là mã 27 nha mấy chế ơi. Rồi ok cả nhà. 27. Quá đã luôn mọi người ơi. 27 mấy cái. Rồi cho Ly con này là mã 27 giùm em nha mọi người. 27 giùm Ly. Rồi cho Ly con này là mã số 27 giùm em con này. Mã 27 giùm em nha. Mã số 27 giùm em. 27 giúp Ly nha. Trời ơi bộ này mọi người ơi, ngoài sau lưng nữa nó nè. Rồi cho chị mã số đi bé ơi. 55.
Rồi cho Ly con này là mã số 55 giùm em con này nha mấy chế ơi. Lô này em bán bữa nay nữa là hết luôn rồi đó. Cả nhà có mấy có ít 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 vậy thôi á nha. Em sổ cho cả nhà giá này em nói thật luôn, đi đâu kiếm không có đâu. Rồi cho Ly con này là mã số 55 nha mấy chế. Mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 55. 55, 55 giùm em con này. Rồi 55 đi cưng. Con này là mã số 55 nha, ngoài sau có hình in nè mọi người. Rồi lên 55 đi cưng. 55 giúp Ly con này nha mọi người. Mã 55. Rồi ok, mã số 55 giúp em con này. Mã là mã 55 nha, bộ này đen hồng. Đen hồng là mã 55 giùm em. Đen hồng là mã số 55 giúp Ly. Đen hồng là mã 55 giúp em nha. Chị nào nhận được tin nhắn là chị đã có hàng giúp Ly nha. Chị nào nhận được tin nhắn là chị đã có hàng giùm em. Rồi cho Ly con này là mã số 55 giùm em. Mã là mã 55 giùm Ly. Mã 55. Đẹp quá đẹp luôn mọi người ơi. Rồi cho Ly con này là mã 55 giúp em con này. Mã là mã 55 nhé. Mã 55 giúp Ly. Rồi cho Ly con đó là mã số 55. Rồi cái áo chị đang mặc là mã gì đó? Áo đính đá nè cả nhà. Cái con đính đá Ly đang mặc trên người là mã gì? Đẹp lắm luôn á. Con này mọi người mặc dấu quần cũng được, bỏ áo ngoài cũng được cho Ly nhé. Mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số. Mã Ly đang mặc trên người comment cho Ly mã áo đá đi. Áo đá giùm em. Tại còn có màu mà mấy chế. Áo đá nó còn có màu mà. Rồi cho Ly con đó là mã áo đá giùm em ha. Nó còn có màu mà. Rồi cho Ly con đó là mã áo đá giùm em. Áo đá giúp Ly nha. Áo đá giùm em con này. Áo đá nha cả nhà. Áo đá nhiều. Đẹp quá à. Rồi cho Ly con đó mà áo đá giùm em nha mọi người nhớ. Áo đá giùm em. Áo đá, áo đá. 79k mà áo đá giùm em nha. 79k mà áo đá. Đẹp quá à. Nè, form rộng nha mọi người. Con này là form rộng nha mọi người nha. Thôi bị lấp lánh luôn á cả nhà. Con này là form rộng, form dài như vậy nè. Mấy chị mặc đóng thùng cũng được, bỏ áo ngoài cũng được cho em. Cho chị cái áo form bên ngoài đi bé. Cho chị áo form bên ngoài đi. Rồi, mã này mọi người comment cho Ly con này là mã áo đá giùm em nha. Con này mọi người comment cho Ly con này là mã áo đá giùm Ly con này. À, với giá là 79k. 79k comment cho Ly con này là mã áo đá giùm em. Áo đá giúp Ly nha. Rồi ok, mã số mấy bé ơi? 50 mấy hả? Chị nào nhận được tin nhắn chị đó có hàng giùm em. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 56. 56 giùm Ly con này nha cả nhà. 56. Rồi chị đâu lấy áo này xuống đây đi. Rồi. Yeah. Rồi cho Ly con này là mã số 50. 56 giùm em con này nha mọi người. Mã này là mã số 56 giùm em con này. 56 giùm Ly. Rồi khách mới đặt hàng kèm số. Rồi cho Ly con này là mã số 56 giùm em. Mã là mã 56 giùm Ly. Mã 56. Ủa cái đó hồi nãy chị nhớ. Nó còn à? Đâu quăng lại đây. Dài cho nó gọn gọn nhà. Rồi cho Ly 57 nha. Rồi cho Ly mã này là mã số 57 giúp em con này. Đẹp xuất sắc luôn mấy chế ơi, cái áo này. Rồi ok chị nhân 57 nha cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã số 57 nè. Đẹp quá à. 57 57. Xuất sắc con 57 luôn. Rồi mã 57 giúp em. 57 mấy cái. 57 mấy cái. Rồi cho chị cái đó đi. Tại chị khách mới đặt hàng lên số điện thoại mấy chị ơi. Rồi 57 giùm Ly nha. Rồi mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số 58. Má hồ nó đẹp. 58 giùm Ly con này nha. 58 em Ly có 2 con này. Rồi cho Ly con này là mã số 58 nha mấy chế. Mã 58 giùm Ly con này. Rồi 58 58. Rồi ok cả nha. 58 giùm Ly nha. 58 có 2 cái thôi à. Rồi 58. Lê Minh Lê Minh Trường Giang lấy dạ, tổng cộng 4 áo đá đúng không chị? Lê 58. Minh Trường Giang. 58. Trời đẹp quá à. Trời muốn lấy cái áo này giả mang lấy luôn á mọi người ơi. 59 giùm Ly nè. Rồi mã này mấy chết comment cho Ly con này là mã số 59 nha. 59 mọi người ơi. 59 giúp em nhớ. Mọi người nhớ. Rồi cho Ly con này là mã số 59. Rồi lên giúp Ly con này là mã 59 nha mấy chế. Mã là mã 59 giùm em. Đẹp quá à. Rồi cho Ly con này là mã số 59 giùm Ly nha mọi người. 59 giùm em. 59 có mấy cái cơ.
59 giùm em nha. 59. Anh tiếp thân 4 cái áo đá không lên bên Trường Sang ơi. 59. Rồi cho Ly con này là mã số 60 nha cả nhà. Mã này mới chép cho Ly con này là mã số 60. Mã số 60 giùm Ly đẹp quá mọi người ơi. Rồi cho Ly mã này là mã số 60 nha. Rồi chốt 60 đi em ơi. Rồi cho Ly con đó là mã số 60 giùm em. Mã 60, mã 60. Mã 60 giùm Ly nha. Mã 60. Áo đá hôm qua mình like hết rồi phải không? Còn mấy cái này ít 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 thôi phải không? Cái đó tao lấy mà. Ủa? Có một cái à? Rồi cho Ly con này là mã số 61 giùm em. Rồi mã số 61 giùm Ly nha cả nhà. 61 giùm em ha. Rồi lên cho Ly con này là mã số 61 giùm Ly con này. Đẹp xuất sắc luôn. Áo đá thì em Ly chỉ còn có mấy cái mỗi một mẫu mấy cái thôi. Rồi cho Ly con này là mã số 61 giùm em. 61 giùm Ly con này nè. 61 nha. Quá trời đẹp luôn. Mã số 61 giùm em nha. Rồi con này là mã chữ V em coi còn không biết ơi. Mã chữ V á. Rồi cho Ly con này là mã số 62 nhé. Mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 62. Con này là đá chữ V nè mọi người. 62 giùm em. Mấy chị biết rồi á, mấy chị đi mua đồ mọi người biết rồi đó. Hàng này mà không ai bán cho mấy chị giá này đâu. Toàn là cái áo này toàn trăm mấy không à. Trăm mốt, trăm hai cái không à. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 62 nha cả nhà. Chữ V là mã số 62. Chữ V là mã số 62 giùm em. Chữ V là mã số 62. Rồi tiếp tục cho Ly con này là mã số 63 mọi người ơi. 63 nha. Hình con gấu là mã số 63. Gấu này là mã số 63 giùm Ly con này. Con gấu này là mã số 63 giúp em. Gấu này là mã số 63 nha. Đẹp ha. Gấu này là mã số 63 giúp Ly. Gấu này là mã số 63 giùm em nha cả nhà nhé. Mã số 63 giúp em. Ok mấy chế mình. Đẹp quá nha. Rồi ok mấy chế. Trời ơi, cái bộ này nó siêu xuất sắc luôn mọi người ơi. Đẹp giả mang đẹp luôn á. À, lỡ là sale luôn cho cả nhà 79.000 luôn. Tối, nái luôn á. Đẹp không? Trời đất ơi, đẹp lắm luôn á. Rồi cho Ly con này là mã số 64 hả cưng? Hả? 64 giùm em con này 79.000 luôn mọi người ơi. 64 giùm em nha. Đồng giả đó mà chị thích gom nào gom. Rồi cho Ly con này là mã số 64. Nguyễn đặt hàng lên số điện thoại nè. 64 giúp Ly con này nha mọi người. Mã là mã số 64 giùm Ly. 64 giúp Ly con này. Quá xuất sắc luôn mấy chế. Rồi 64 giùm em nha. Rồi cho Ly con này là mã số 64 nha mọi người. Rồi cho Ly con này là mã số 64 giùm em. Rồi lên 64 đi cưng ơi. 64 giúp Ly nha. Đẹp quá mọi người ơi. Đẹp quá. Rồi lên giúp Ly con này là mã số 64. Đẹp lắm luôn á mọi người. Con này 64 nha mọi người. Trời ơi má ơi đau lòng xót dạ quá à. Nhập vốn cao bậc cũ luôn hàng này. Hàng phải đẹp lắm mọi người ơi. Rồi cho Ly mã này là mã số 64 nha cả nhà. 64 giùm em. 64 mới đặt hàng kèm số điện thoại em ạ. Rồi cho Ly con này là mã số 64 giùm Ly con này. Mã là mã số 64 giúp em nha. Mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số 64 giúp Ly nha cả nhà. 64 giùm em ha. Rồi mấy chị thích áo đá thì mỗi một cái áo đá em còn có vài cái gì nè, hai ba cái gì nè nha. Rồi mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số. Cái hình đá nó khác đó mọi người thấy không? Mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số 65 nha. 65 đồng giá mấy chị thích lấy cái gì lấy. 65 giùm em. Hàng đỉnh cao luôn á cả nhà. Phải đẹp lắm luôn. Con này áo đá này là mã số 65 nha. Áo đá này mấy chế cho Ly con này là mã số 65 giùm Ly. Mấy chế cho Ly con này là mã số 65 giúp em nha cả nhà. Mã là mã 65. Rồi cho Ly con này là mã số 65 giúp em nha. 65 giùm em. Rồi 65. Quăng cho chị. 65 giùm em ha. Rồi cho Ly con này là mã số 66 nè mọi người. Đẹp quá à. Phơm bự phơm to nha. 66. Nói chung là áo đá là bây giờ đi chỉ còn lẻ mấy cái thôi. Rồi cho Ly con này là mã số 66 cho mình con này. Mã 66 nha mọi người. Mã 66. Mã 66 nha. Áo đá giống Ly hả? Giống Ly mã số mấy vậy bé? Giống Ly là phơm y chang như vậy luôn. Chữ miêu miêu nha. Giống Ly trên người là mã số 34 nha cả nhà. 34 đẹp quá nha. Là hết áo đá luôn mấy chị. Còn có mẫu này không em? Mã 34 giùm em nha. Con này áo đá này Ly chỉ còn có một mẫu này thôi. Mã 34 đó mọi người. 34 chữ miêu miêu. Trời lấp lánh luôn mọi người. Đẹp lắm. 34 giúp em nha. Mã là mã 34 giùm Ly. Mã là mã 34 giùm em.
Mã là mã 34 giúp Ly nha. Mã 34, mã Ly đang mặc trên người là 34. Form dài y chang như nãy giờ mình like nè. Đó, form y chang như vậy nè. Mấy chị có thể mặc đóng thùng giấu quần gì cũng được nha. Rồi 34 là cái áo với Ly đang mặc trên người đó cả nhà, chữ Miu nha. Form đẹp lắm mọi người ơi. Đã rất là lấp lánh luôn nha. 34 giùm em con này. Vâng ạ. À. Rồi cho Ly con này là mã số 34 nha cả nhà. 34 giùm em. 34. Sửa ngang luôn, đẹp dữ lắm luôn. 34 nhá mọi người ơi. 34 giúp Ly con đó là mã số 34. Đẹp quá à. Con này mọi người comment cho Ly con này là mã số mấy? 67 giùm em nhá mọi người. Con này mọi người comment cho Ly mã 67. 67 em có 2 cái thôi à. Hà không có nhiều đâu mọi người ơi. 67 giùm em nha. 67 giùm Ly con này, mã là mã số 67 nha. Đẹp bá trái luôn mọi người. Mã số 67 giùm em. Vải đẹp lắm. Hả? 672 con. Đẹp quá à. Đẹp quá à. Nhà nó sang. 67 là 79 rồi. 79 nó sang lắm mọi người ơi. Nó sang cực kỳ sang luôn á nha. Rồi, em còn hình cuối cùng là hình tròn như vậy nè mọi người, hình tròn như vậy ha. Con này hình này mọi người cho Ly con này là mã số 66. Đúng không? Mã 67. Con này mọi người comment cho Ly mã 67. 68, 68 mọi người ơi, xóa Ly nha. Cái hình này là mã số 68. 68 giùm với Ly con này. Ok nè. Rồi cho Ly con này là mã số 68 mấy chứ ơi. Mà là mã 68 giùm em. Rồi 68 hình cuối cùng. Và hình của Ly đang mặc trên người chữ Miu này là mã số 34. Con này là mã số 68. 68 nha, 68 nha. Con này là 68 giùm em con này. Mà là mã số 68 giùm Ly là hết luôn á cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã số 68 giùm em nha mọi người ơi. 68 giùm Ly nha. Rồi cho Ly con này là mã số 68 giùm em nha cả nhà ơi. Đẹp quá cả nhà. Đẹp ha, đẹp ha, đẹp ha, đẹp ha. Mã 68 giùm Ly. Trời má ơi, nó đẹp mấy chế ơi, mấy chế. 68. Đẹp ha, thích quá à. Mặc dấu quần gì cũng đẹp nữa mọi người. Form bự mà vải của nó là vải chính phẩm luôn á. Vải của nó là dạng như vải cô tôm thái luôn á cả nhà, chứ không phải vải tàu lao bí đao đâu. Vải đẹp lắm nha. Rồi cho Ly con này là mã số 68 giùm em con này. 68 nha. Mã này mấy chép cho Ly con này là mã số 68 giùm Ly con này. Mã là mã số 68 giùm em. Mã là mã số 68 cho Ly nha cả nhà. Mã số 68 giùm em. Dạ vâng ạ. À. Mã số 68 giùm Ly nha. Mã số 68. Rồi ok cả nhà. Trời ơi. Rồi. Bán vui vẻ tình cảm cho chị em mình luôn. Con này 59.000. 59.000 nha mọi người. Đẹp lắm luôn. Vải đỉnh lắm mọi người ơi. Nha. Mã này mấy chế mình comment cho Ly con này là mã số mấy ta? À, 69 nha. 69. 69 59.000 nha. Con này mọi người comment cho Ly mã 69 nha. Đúng bụi luôn, đúng đẹp luôn. Vải rất là đẹp luôn mọi người. Con này mấy chế comment cho Ly mã số 69. Rồi cho Ly con này là mã số 69 giùm em con này nha. 69. 59.000. Nó đẹp. Rồi chốt mã 69 giùm em đi nè. 59 cành, mã 669. Rồi, cho Ly con này là mã số 69 giùm em con này nha mọi người. Mã số 69. Rồi, ok, 59.000 mã 69. 69 giùm em. Đẹp lắm mấy chế ơi, mấy chế. Chiều nay chị với em làm hàng này. Làm để ra ngoài. Rồi, cho Ly con này là 69 giùm em. Bác Ngọc Thủy có hả? 68 rồi chị ơi, vào kiểm tra tin nhắn nha. Không được. Chả nó lộn xộn. Em thấy hàng được ta chọn chọn mẫu còn không được nữa. Rồi, ngẫu nhiên sao được. Rồi mã này là mã số 69 giá 59.000 đó mọi người. Mã số 69 giá 59 cành giùm em nha. Mã 69 giá 59 cành giùm Ly ha. Rồi ok mấy chế mình. À, còn gì xả nữa không ta? Ok mấy chế mình. Rồi ok mấy chế. Rồi em có mấy bộ mango nè cả nhà. Mấy bộ này mấy bộ mango. Em xả luôn cho chị em mình 89.000 ha. 89.000, vải siêu đẹp luôn. Cái form đồ nè mọi người. Đẹp ha. Cái form của nó như vậy nè mấy chế.
Rồi kèm theo một cái quần. Rồi mã này mấy chế comment cho Ly con, này là mã số 70. Mã 70 giùm em nha. 70-89 ngày nè, 89k. Cả nhà comment cho Ly con, này là mã số 70 giùm Ly nha. Mà là mã 70 giúp em con này. Mà là mã 70 nha cả nhà. Bà chai bùi chét nha cả nhà ơi. Bà chai bùi chét. Rồi cho Ly con này là mã số 70 nha mấy chế. Rồi chốt mã 70 đi. 89 ngày mã 70. 70 có 5 cái thôi nha. Dọn kho xả kho mã 70 giùm em. Rồi cho Ly con này là mã 70 nha. 89 ngày mã 70, 60kg đủ về. Mã 70 giùm em ha. Rồi cho Ly con đó là mã số 70 nha mọi người. Mã 70 giúp em con này. Đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Quá đẹp. Có mấy cái nha bé ơi. Có 5 cái nha, 70 có 5 cái. Rồi cho Ly con này là mã 71 nè mấy chứ. Đó. Quá đẹp tuyệt trần luôn. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 71 nha. 71. Hàng này đẹp tuyệt trần luôn mấy chứ ơi. Mã 71 giùm em nè. Rồi 71 nha. Rồi 70-71 89.000 nó mới đi. Rồi mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 71 giùm em con này nha mấy chế. Dễ thương quá mọi người ơi. Rồi cho Ly con này là mã 71 giùm em con này. Rồi. Bữa hôm 10-99 nha, đẹp lắm. Rồi cho Ly, cảm ơn chị Thái Diệu nha em. Cảm ơn chị Thái Diệu. Rồi mã này mấy chế comment cho Ly con này là mã số 71 giùm Ly con này nha mấy chế. Mã này mọi người comment cho Ly con này là mã 71 giùm em. Ok là. Rồi mã 71 giùm Ly một cái. Rồi cho Ly con này là mã 71 giùm Ly nha cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã 71 giùm em nha cả nhà. Rồi phấn tươi hả? Phấn tươi đây. Phấn tươi toàn đó mọi người. Đó. Phấn tươi hàng của Thái nha. Em Ly bán giá tình cảm cho em mình 125.000. 125.000. Mọi người comment cho Ly con này là mã phấn giùm em nha. Comment cho Ly mã phấn nha. Con này nó là dạng phấn nước á, nhưng mà mọi người chỉ cần một lớp trên bề mặt da thôi là mọi người có thể mặc, có thể đánh miếng son và đi chơi cho em là được rồi nha. Con này mọi người comment cho Ly con này là mã phấn giùm em là được. 125 cành con này giúp em. 125 cành cho Ly mã phấn giùm em nha. Mã phấn giúp Ly nha. Mã phấn giùm em con đó nha mọi người. Đã lắm. Xài rất là ngon luôn á mọi người ơi, con phấn đó nha cả nhà. Hơi bị xuống luôn. Hơi bị xuống luôn. Rồi cho Ly con đó là mã phấn giùm em nha mọi người ơi. Comment cho Ly con đó là mã phấn giùm em. Đó, đẹp xuất sắc luôn mấy chế ơi. Con này là một cái set 3 món nè mọi người. Một cái áo bra bên trong, một cái áo, một cái set như thế này. Đó, kèm theo cái quần 89.000. Cho Ly con này là mã số mấy? Mã này mấy chế mình comment cho Ly con này là mã số 72 giùm em nha. Mã này mấy chế comment. Ơi quên nữa, nãy giờ quên sang. Mình coi. Hết rồi coi luôn nè, sang gì nữa. Rồi cho Ly con này là mã số mấy ta? 72. Mã này mọi người comment cho Ly con này là mã số 72. 72 giùm em con này nha cả nhà, mã 72. Mọi người ơi, chị nào có đơn chút xíu 5 phút sau mọi người quay lại giùm em nha mọi người nha. Tại vì đợi em đi. Rồi, 5 phút nữa quay lại giùm em nha. Mã này mọi người comment cho Ly mã 72 giúp Ly nha cả nhà.